chương 31 Cố Tây Phong Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mộ huyệt ngay tại cách đó không xa, đứng ở cửa liền là mấy vị kia đại nhân vật, lại quanh mình còn có một số những người khác, cũng đều là một chút nhân vật có quyền thế, những người này đàm luận phần lớn là kinh tế xu hướng, cao thăm mạc trắc. Mà những người này bên ngoài, liền là một chút người tuổi trẻ, bọn hắn phần lớn là bối cảnh thăm hậu công tử ca, có thể tới chỗ này cũng đều không phải bình thường người trẻ tuổi. Mà ở trong đó, Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao tự nhiên là tất cả mọi người tiêu điểm, liền liền những năm kia dài nhân vật đều sẽ thỉnh thoảng nhìn qua hỏi thăm hai câu. Mà đứng tại Sư Phi Huyên bên cạnh hàng thanh, càng là vạn chúng chú mục. Tiểu tử kia người thế nào? Làm sao lại cùng Sư Phi Huyên chuyện trò vui vẻ? Không biết, có thể là tỉnh khác công tử đi, Sư Phi Huyên bên cạnh chưa từng có người bình thường xem dạng như vậy không giống như là cái công tử ca a làm sao một cổ thổ khí đối với cái này tất cả mọi người rất là tò mò hàng đại học sinh tự nhiên đều biết hàng thanh cũng liền đơn giản giải thích một chút phú xuân huyện hàng đại học sinh gần nhất tại hàng danh tiếng lớn hết sức chứa nghe nói mộ dung trùng đều bị hắn dạy dỗ nhưng là các ngươi biết không hắn kỳ thật chỉ là một cái nhà hàng người làm công thật hay giả không nên làm ta sợ mộ dung trùng ta là nghe nói qua tiểu tử này vẫn là có có chút tài năng chẳng lẽ không phải cái này hàng thanh đối thủ xem hắn mặc quần áo toàn thân cao thấp vượt lên trước một trăm khối sao còn không bằng bảo vệ môi trường công mắc cỡ chết người những loại người này vào bằng cách nào ta cùng với hắn một chỗ ngươi cũng cảm thấy đi điểm hiển nhiên biết hàng thanh chân thực bối cảnh về sau đối với sư phi huyên coi trọng như thế một cái nam sinh không ai nuốt trôi một hơi này bọn họ đều là tài sản không ít nhị đại làm sao dễ dàng tha thứ bên cạnh có loại tồn tại này nghe nói cố tây phong hôm nay sẽ tới đến lúc đó hắn sẽ ra tay đúng vậy a à, thật lâu không có nhìn thấy gió tây có hắn tại không ai dám tới gần sư phi huyên tiểu tử này xong đời có người cười trên nỗi đau của người khác mà nói từng sư phi huyên còn có lên đại học thời điểm bị một cái nam sinh truy cầu Cố Tây Phong trực tiếp không nói hai lời đem tiểu tử kia đánh tới bệnh viện, mà lại nghe nói tên kia cũng có chút bối cảnh, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ không giải quyết được gì, Cố Tây Phong, tuyệt đối hàng thành nhất tuyến công tử ca a Lúc này, ở vào vòng tròn đoạn trước nhất vị trí, Nam Lê Xuyên đang cùng một chút đại lão chuyện trò vui vẻ, phụ thân hắn là hàng thành phó thị trưởng, giao thiệp cực lớn, đồng dạng, liền xem như đỉnh cấp đại lão cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nam Ít. Ngũ Tiểu Ngũ thanh âm rất nhỏ truyền đến, Nam Lê xuyên nhíu mày ấy nấy đối lên trước mắt Nam Tử Trung niên cười cười, sau đó bước nhanh đi tới Ngũ Tiểu Ngũ trước mặt. Chuyện gì? Không thấy đều là nhân vật nào sao? Nam thiếu, vừa rồi ta nhìn thấy cái kia trời tại nhà hàng gặp phải Tiểu Tử kia, ngươi không phải nói liên quan tới Tẩu Tử tất cả mọi chuyện đều muốn trước tiên hồi báo sao? Ta nghĩ đến Tiểu Tử kia cũng coi là đi. Ngũ Tiểu Ngũ vẻ mặt đau khổ nói. Hắn làm sao không biết hôm nay tới không ít đại nhân vật a. À? Hàn Thanh. Nam Lê Xuyên kinh ngạc, lập tức nói, loại trường hợp này hắn làm sao lại đến, mặc dù không phải trên mặt bàn, nhưng phải cũng không phải hắn có thể đi vào, chẳng lẽ là bị ai mang vào. Ngũ Tiểu Ngũ biểu môi. Ai sẽ dẫn hắn tiến đến? Nam Lê Xuyên gật gật đầu, cũng là, ở đây đều là có mặt mũi người mang lên hàng thanh loại người này không thể nghi ngờ thấp xuống chính mình giá trị bản thân mặc dù nam lê xuyên cũng nghe nói hàng thanh rất nhiều chuyện thế nhưng nói thật cũng không có để hắn vào trong mắt nhiều nhất liền là cái bản lĩnh tốt tiểu nhân vật thôi không phải người của một thế giới hầu ti ti khóe miệng có một tia đắc ý cười nghe nói cố tây phong bộ đội đã qua tới sư phi huyên cũng tại chỉ là không có nghĩ đến tiểu tử này vậy mà xuất hiện đang dễ dàng thật tốt giáo huấn hắn Nghe được tên Cố Tây Phong, Nam Lê Xuyên đều ánh mắt sáng lên một cái, gia hỏa này thế nhưng là không kém chính mình nhân vật A, à. lại thêm tính tình của hắn, xem ra cái này hàng thanh không cần chính mình tự mình ra tay rồi. Nam ít mau nhìn, Cố Tây Phong tới. Ngũ tiểu ngũ bỗng nhiên kêu to, tất cả mọi người hướng phía cổng nhìn lại. Đặc sắc Nam Lê Xuyên trong lòng có mấy phần thoải mái. Sư Phi Huyên không thích nói chuyện, thế nhưng đối mặt hàng thanh, nàng hàng huyên rất nhiều, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, mà đang lúc nàng cho tới chính mình trước kia một chút chuyện lý thú thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Sư sư, ngươi tới nơi này làm gì, theo ta ra ngoài, ta để cho người ta đưa ngươi đi. Cố Tây Phong đứng ở giữa hai người, trong mắt chỉ có sư phi huyên, phản phất hàng thanh là không khí một dạng. Làm nhìn người tới là cố Tây Phong thời điểm, sư phi huyên trong mắt lóe lên một vệt kinh hoảng, thế nhưng lập tức trấn định nói, ta tới này bên trong mắt mới gì tới ngươi, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Cố Tây Phong truy cầu Sư Phi Huyên hai ba năm, tự nhiên biết Sư Phi Huyên tính tình, cũng không động khí, hắn xoay người ngạo nghễ nhìn về phía tất cả mọi người. Đều tránh ra cho ta, ta có lời cùng Sư Sư nói riêng. Cố Tây Phong bá đạo không được, thế nhưng đại đa số người đều câm như hến, Cố Tây Phong cũng không phải bình thường người, ngoài trừ ở đây đại lão, thật đúng là không có mấy người dám chọc hắn. Tần Mộng giao đôi mi thanh tú hơi gấp rút vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hàng Thanh lại trước lên tiếng. "Đều cho ngươi tránh ra. Ngươi là ai?" Cố Tây Phong hai hàng lông mày bắn ra, một cơn tức giận hiển hiện, hắn xoay người nhìn về phía Hàn Thanh. "Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Nếu không thì không khí sao?" Hàn Thanh chậm chậm nói. Cố Tây Phong mày kiếm dựng lên, lập tức mắt sáng lên. Hàng Thanh, là ta." Hàng Thanh thản nhiên nói. À, ta nghe nói qua ngươi, rất biết đánh nhau. Trong miệng nói như vậy, thế nhưng cố tay phòng trên mặt không thèm để ý chút nào. Nghe nói mộ dung đều bị ngươi thắng, cũng coi là có chút năng lực. Nói xong, thanh âm của hắn nghiêm. Thế nhưng ngươi rõ ràng, ta không phải mộ dung trùng, ta là quân đội ra người tới, ta đại biểu là nam nhân lực lượng, chân chính cách đấu, không phải khoa chân múa tay có khả năng so rất muốn nhìn một chút ngươi biểu diễn hàn thanh càng thêm không thèm để ý mà nói cố tây phong lắc đầu thở dài trong mắt hắn hàn thanh tự như là một đứa bé một dạng quân đội cùng trường học cái kia là hoàn toàn hai khái niệm sư sư ta để cho người ta đưa ngươi trở về nơi này quá quỷ dị ngươi lưu tại nơi này ta không yên lòng nói xong cố tây phong tiện tay liền tóm lấy sư phi huyên cổ tay trắng đi ra ngoài thế nhưng chân trước vừa mới bước ra hàng thanh liền ngăn ở trước mặt hắn ngươi không nghe thấy nàng vừa rồi nói thế nào sao hàng thanh hai tay ông ngực lẫm nhiên nói cút cố tay phong sắc mặt kịch biến một thanh đẩy tại hàng thanh trên thân chỉ là cái sau như là núi đá vững vững vàng vàng hắn khóe miệng có giật một thoáng hàng thanh ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao không biết hàng thanh nhúng nhúng vai một đoàn lửa giận xông lên cố tay phong âm trầm cắn răng. Ngươi có biết ta là ai? Ta 6 tuổi liền tiến vào quân đội đại viện. 10 tuổi đã đến Đông Nam Á ma luyện thực chiến kỹ xảo. Ba năm trước đây một người chiến thắng một tên phỉ đồ tổ chức. Liền xem như lính đặc chúng ta cũng một đối một đơn đấu không rơi vào thế hạ phong. Tại trên tay của ta, nhiều ít dòng người máu ngươi biết không? Sợ là ném bỏ vào ngươi máu đều không đủ xem. Nói xong, cố tây phong hung hăng nhìn về phía hàng thanh biết ta là là như thế nào tồn tại sao rõ ràng ngươi đang làm cái gì rồi hả không biết hàng thanh nhúng nhúng vai nhàm chán nói hàng thanh nơi này ban đầu liền có không ít người nhìn xem mà khi cố tây phong cũng xuất hiện về sau càng là dẫn nổ tất cả mọi người ánh mắt đậu phộng thật là cố tây phong tiểu tử này thật tới chật chật nửa năm không thấy nhìn một chút thân thể này khẳng định là lại tiến triển đúng vậy a à, cái này bộ đội giống như dùng hắn cầm đầu đâu tuổi còn trẻ liền có thể tại quân đội dừng chân thực sự cao minh hàng thanh phiền toái cũng dám chính diện vừa cố tây phong thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn không ít học sinh đều đang mong đợi cố tây phong có thế thật tốt giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì hàng thanh cố tây phong tại vòng tròn bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay coi là hàng thành nhất chú một công tử ca một trong, mà lại bản thân thực lực xác thực phi phạm, không ít người đem hắn xem làm thần tượng, tại cố Tây Phong trước mặt, liền xem như Nam Lê Xuyên đều muốn yếu thế một chút. Rất nhiều người đã đáng thương nhìn xem hàng thanh, trêu chọc như thế một cái chủ, xem như gặp xui xẻo. Mộ dung trùng hạ thư chính còn có âm bình mấy người cũng tại chính mình vòng quan hệ, giống mộ dung trùng dạng này tại Tuấn, mặc dù cùng năm Lê Xuyên cùng với Cố Tây Phong có khoảng cách, thế nhưng cũng đầy đủ chói sáng, đã có mấy đợt nữ hài tới bắt chuyện. Lão đại, xảy ra chuyện lớn. Hạ thư chính thở phì phò chạy tới. Chuyện gì? Mộ dung trùng không kiên nhẫn nói. Hàng thanh. Hàng thanh vậy mà cũng tới, mặc dù không biết tiểu tử này làm sao qua được, thế nhưng cố tay phong mang theo bộ đội đến đây. Hai người bọn họ đã đòn khiên lên. Hạ thư chính ngữ khí xúc động, Hiển nhiên đây là một lần sao hỏa đụng phải trái đất gặp mặt. Mà lại sư phi huyên cũng tại, dùng hàng thanh cái kia đồ đần tính tình, Cố Tây Phong nhất định sẽ cấp cho hắn đẹp mắt. Chắc chắn chứ. Âm bình vui mừng quá đổi, đuổi vội vàng kéo mộ dung trùng. Chúng ta mau chóng tới. Nói xong âm bình trong giọng nói mang theo thoải mái. Cái tên này không mời mà tới, còn bị Cố Tây Phong gặp được, mặt khẳng định là phải bị đánh đỏ, đáng đời mộ dung trùng trầm mặt một chút cũng đi theo. Vốn là hàng đại sinh viên đại học năm nhất chói mắt nhất hắn bởi vì hàng thanh xuất hiện nhiều lần bị nhục nhã, trong lòng oán đã động lại thành hận, không mắt thấy hàng thanh rơi xuống, trong lòng phiền muộn nan giải. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhìn thấy hai người đã đến đối chọi gây gắt tình trạng, tần mộng giao có chút nhìn không được, mặc dù nàng và sư phi huyên không quen, nhưng đều là nữ hài tử, vẫn là vì nàng bên vực kẻ yếu. Cố Tây Phong, sư sư nói không đi, ngươi không có lý do gì ép buộc. Nghe được tần mộng giao nói chuyện, cố Tây Phong xoay đầu lại nhìn nàng một cái, tần mộng giao danh hiệu hắn cũng là nghe nói qua, tư chất không tại sư phi huyên phía dưới. Thế nhưng lúc này cố Tây phong bá khí đã đi lên, liền là tần mộng giao nói chuyện đều vô dụng. Ngươi cái tên này không biết tốt xấu, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ta ở giữa hào rộng. Khí thế của hắn bức người, chèn ép nhìn xem hàng thanh. Ngươi căn bản không hiểu thế giới của ta đến cỡ nào tàn khốc, thế nhưng hiện tại ta muốn hoan nghênh ngươi, tiến vào tầm mắt của ta. Cố Tây Phong lời nói tính được là độc ác, thế nhưng Hàn thanh chỉ là khinh thường cười cười, đang chuẩn bị phản kích thời điểm, một cái cường tráng đàn ông đi đến tình huống như thế nào náo cái gì náo người nói chuyện giống như cố tây phong một thân đồ rằng ri chỉ là dáng người nhìn sau cố tây phong còn muốn khôi ngô một chút mà lại càng thêm thành thục là đại đội trưởng cái này náo nhiệt có người nhận ra người này đúng là hạng thành quân khu một tên đại đội trưởng họ phòng lần này cũng là theo chân bộ đội tới chủ yếu là cố tây phong lần thứ nhất dẫn đội quân đội khiến cho hắn chiếu kháng cố tây phong người thế nào phòng đại đội trưởng rất rõ ràng, mặc dù mình hiện tại vượt qua hắn, thế nhưng người ta phụ thân là quân đội tư lệnh, tương lai bất khả hạn lượng. Này người là phòng đại đội trưởng, tính tình không thật là tốt, lần này cái này hàng thanh phiền toái. Lưu Phương thấp giọng nói. Hừ, hai người một cái sau một cái cuồng, vẫn là chúng ta nhà địch vân tốt nhất rồi. Hứa tâm lam xẹp xẹp miệng. Đại đội trưởng, nơi này là quân sự tạm thời quản chế khu, người không có phận sự không thể tiến vào gia hỏa này ta hoài nghi hắn là ẩn núp tiến đến cố tây phong sườn cái thân vị giống như cười mà không phải cười mà nói đại đội trưởng nhìn thoáng qua cố tây phong gật gật đầu sau đó ánh mắt trượt hướng hàn thanh báo danh ngươi là vào bằng cách nào sư phi huyên gấp dựa vào cái gì tất cả mọi người có thể đi vào hàn thanh lại không thể cái gì người không có phận sự ta xem nơi này đều là người không có phận sự đại đội trưởng mỉm cười. Ở đây đều là nhân sĩ liên quan, đã thông báo qua, cũng là vị tiên sinh này giống như không có ấn tượng, không phải người không có phận sự lại là cái gì. Nói xong, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hàng thanh. Báo danh, nếu không mời ngươi rời đi nơi này. Tiểu nhân vật có cái gì tên có khả năng báo, phú xuân huyện tới đồ vật mà thôi. Cố Tây Phong ở một bên nói chêm chọc cười, những tin tức này hầu ti ti đều đã thông tri hắn cố tây phong vừa dứt lời sư phi huyên liền kinh ngạc nguyên lai lời đồn đại là thật hắn thật chỉ là người bình thường sao mặc dù sư phi huyên tịnh không để ý này chút thế nhưng một cái phục vụ viên làm sao có thể lại tới đây đâu quả nhiên là cái đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng cút nhanh lên ra ngoài đi người vây xem bên trong có người chăm chọc nói quá làm đắc tội cố tây phong nhưng không có hảo quả tử hơn nữa thoạt nhìn người khác duyên thật không tốt ngoài trừ sư phi huyên không có người sẽ vì hắn nói chuyện một người khác che miệng nói không tên không họ không bằng gọi trò cười tốt thật sự cho rằng nơi này là đại học người người đều có thể tới lại không báo danh ta liền muốn đưa ngươi đuổi ra ngoài phòng đại đội trưởng giờ phút này đã xác định gia hỏa này liền là trà trộn vào tới được ta gọi hàng thanh hàng thanh trầm ngâm một chút phong đại đội trưởng liền lắc đầu thông báo trên danh sách không có ngươi, lập tức cho ta rời đi. Đám người xôn xao, xem ra tiểu tử này quả nhiên là trà trộn vào tới được. Còn chưa cút. Cố Tây Phong ở trên cao nhìn xuống nói, trong giọng nói thật đắc ý. Phong đại đội trưởng sắc mặt cũng khó nhìn, nơi này là quản chế khu, chính mình là ở đây cao nhất quân đội nhân vật, đừng nói quân đội, trong thành phố cũng rất xem trọng lần này của mộ khai phá, sơ sóc một cái liền sẽ sai lầm, Trước đó đã có không ít chuyên gia tại đây bên trong bỏ mạng, đúng là như thế bộ đội mới mở vào. Nếu là tiểu tử này náo ra điểm động tĩnh gì, cố Tây Phong không có việc gì, nội nhất định là tự mình cổng. Âm bình trong lòng thoải mái a, à, ta xem cái này hắn còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Hạ thư chính lắc đầu vậy mà lộ ra đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là người bình thường, mong muốn vượt qua lạch trời tiến vào thượng tầng vòng tròn, hắn cũng không chiếu soi gương nhìn một chút chính mình là ai. Mộ dung trùng nhìn xem hàng thanh bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, mặc dù tiểu tử này nhìn lần này là thật cấm, thế nhưng tưởng tượng chính mình khinh địch cố tay phong vừa ra tay liền làm xong cái này để cho mình khó coi đối thủ, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, nguyên lai mình khó có thể đối phó nhân vật, ở trong mắt người khác chỉ là chuyện một câu nói. Tần mộng dao nhìn xem hàng xanh một trận ngơ ngẩn. Ta nói qua, một ngày nào đó hội mình đầy thương tích. Chỉ có sư phi huyên còn đang nóng nảy. Hàng Thanh ca ca, làm sao? Ta sẽ không rời đi. Hàng Thanh đột nhiên mở miệng. Phòng đại đội trưởng sắc mặt rốt cuộc áp chế không nổi, đang chuẩn bị nói chuyện, Hàng Thanh lại tiếp tục nói: Ta là bị người mời mời đi theo, nàng không đến, ta không đi. Mời mời tiến đến. Vốn còn muốn bảo nổi, thế nhưng nghe được Hàng Thanh lời nói, phòng đại đội trưởng kém chút nghẹn ngào bật cười, bất quá bên cạnh một loại người trẻ tuổi cũng là lớn bật cười sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bộ dáng, thương hại hắn. Đúng đấy, mời, ở đây ai biết hắn đâu. Liền đang nghị luận tiến lại lên thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Hắn được thỉnh mời tiến đến. Ta không tin. Đại gia theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy ăn mặc phá lệ đẹp để hứa tâm lam cười lạnh. Một cái nhà hàng phục vụ viên, ai sẽ mời? Hứa tâm lam lời nói triệt để đem bầu không khí đẩy hướng cao trào phục vụ viên loại trường hợp này làm sao có thể có người mời một cái phục vụ viên ta trời hàng thành còn có trò cười kiểu này xem ra chuyến này ta là tới đúng này trò cười thật tốt cười sư phi huyên coi trọng cái phục vụ viên xem ra truyền ngôn là sự thật đây không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao cho tới bây giờ tất cả mọi người lại nhìn về phía hàng thanh vẻ mặt cũng chỉ có xem thường cùng khinh thị một cái phục vụ viên liền xem như lại thâm tàn bất lộ có thế sâu ở đâu đâu người ở chỗ này tùy tiện một cái đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn hàn thanh không thèm để ý nghị luận của người khác hắn chỉ là hai con mắt hiếp lại nhìn về phía hứa tâm lam là ngươi người này là hầu ti ti hàn thanh tại trong nhà hàng gặp qua lúc ấy hắn cùng với nam lê xuyên nói như vậy phong đại đội trưởng lại không chần chờ phục vụ viên không sai phục vụ viên. Lúc này một người vượt qua đám người ra, đang ánh mắt bên trong hắn đi tới tầng mộng giao bên cạnh nhàn nhạt cười một tiếng sau đó đối phòng đại đội trưởng nói: Ta có khả năng chứng minh tiểu tử này liền là hàng đại phụ cận nhà hàng phục vụ viên, nhân vật như hắn là không có tư cách tới nơi này. Nam Lê xuyên. Mọi người nhìn về phía Nam Tử này một tràng thốt lên, giống như Cố Tây Phong, tuyệt đối hàng thành nhất tuyến công tử ca phụ thân là hàng thành phó thị trưởng, chính hắn cũng là siêu quần bạc tụy, tại vòng tròn bên trong không ai không biết không người không hay, tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Tần mộng giao xấu hổ nhìn thoáng qua Nam Lê Xuyên, mặc dù trong lòng đối hàng thanh có đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn không có nhiều lời, nàng nhắc nhở qua hàng thanh, thế nhưng hắn không có để ý, hiện tại liền là thống khổ thời điểm. Quá ngây thơ, ngươi ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi có khả năng cải biến thế giới, thế nhưng một con cá làm sao lật lên sóng lớn đâu. Nếu là Nam Công Tử nói, vậy liền không sai. Phong Đại Đội trưởng Cung Kính nói, mặc dù quân đội cùng thì lý diện không phải một cái hệ thống, thế nhưng Phó Thị trưởng con trai hắn vẫn là nhận biết. Nói xong, Phong Đại Đội trưởng hoàn toàn không nhìn hàng thanh, trực tiếp quay đầu nhìn ra phía ngoài. Bảo An. Đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Dám trà trộn vào chúng ta quản chế khu, tiểu tử này ta ít nhất khiến cho hắn ngồi sống nửa tháng thật tốt nghĩ lại xuống. Lúc này, mỗi người yên lặng phải xem lấy cái này một mình đứng ở một góc đàn ông, không có người đứng ra nói chuyện. Cố Tây Phong, Nam Lê Xuyên, đây là hàng thành hai tôn núi lớn, ai dám đắc tội. Một cái đại biểu cho quân đội, một cái đại biểu cho thị lý diện, liền xem như đại lão tới, cũng muốn sống tốt suy nghĩ một phen. Âm Bình không nói gì, thế nhưng trong lòng thoải mái khó mà nói nên lời mộ dung trùng lặng lẽ lắc đầu liền xem như đối mặt mình cục diện như vậy cũng không cách nào nam lê xuyên lại lui về tận cùng bên trong nhất vòng tròn ánh mắt đều không có trở lại nhìn quanh qua một lần đối với hắn mà nói chỉ cần một cái ra mặt liền đầy đủ làm xong dạng này người thế nào lại là đối thủ của mình đâu đạp một cước liền chết nhân vật thôi hứa tâm lam trong lòng đắc ý càng thấy thay tầng mộng dao giải quyết một cái tai họa ngầm vòng tròn bên trong đại tỷ đại lưu phương cũng là thở dài một cái, hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Cũng tốt, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga chỉ là chuyện xưa mà thôi, huống chi chuyện xưa này bản thân, liền là bi kịch. Sư Phi Huyên còn đang cố gắng, nàng không ngừng cầu khẩn phòng đại đội trưởng, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Cố Tây Phong lại một lần nữa đi tới hàng thanh trước mặt, ngạo nghễ mà đứng. Ta nói qua, cái thế giới này hết sức tàn khốc, mà ngươi, chỉ là sâu kiến lúc này không ít người vì nghênh hợp cố tây phong cùng năm lê xuyên đều đang kêu lấy nhường hàng thanh lăn ra ngoài thỉnh thoảng có dạng này người không xứng đứng ở chỗ này chỉ có hàng thanh đứng cô đơn ở nơi đó tự như là bị tất cả mọi người vứt bỏ cúi đầu không ngôn ngữ cũng không biết đang suy nghĩ gì âm bình hứa tâm lam bọn người là đại thù đến báo khoái cảm nhìn xem hàng thanh trong lòng thoải mái đều cho là hắn cuối cùng vô lực hồi thiên bỗng nhiên một cái mang theo tức giận thanh lãnh tiếng truyền đến. Có lỗi với hàng tiên sinh, ta đến chậm. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Cảnh gia khách quý Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đám người nghe tiếng nhìn về phía đầu đường, đám người dồn dập lui tán. Chỉ thấy một nữ tử ăn mặc màu xanh lá cổ rộng áo sơ mi, hạ thân một bộ màu trắng buồn quần, theo đầu đường bước nhanh mà vào, nhưng gặp nàng hai hàng lông mày công công, nho nhỏ mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhàn như hướng hoa, nàng quần áo và trang sức cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái được không xa hoa, chỉ là lưu ba ở giữa phương hoa hiển thị rõ, không giống bình thường chính là, lại còn có một tia hiên ngang tư thế oai hùng cảm giác. Mọi người tại đây không không hít sâu một hơi, liền ngay cả đứng tại tận cùng bên trong nhất vài vị đại lão đều đồng vẻ mặt. Này ai vậy, dài xinh đẹp như vậy, còn vì tiểu tử này nói chuyện có người không biết nàng này thế nhưng cũng bị khí chất của nàng hấp dẫn Xuyệt. người bên cạnh đuổi vội vàng che miệng của hắn đây chính là cảnh gia tiểu công chúa chẳng lẽ ngươi không biết cảnh gia tiểu công chúa người kia sững sờ sơ qua vẻ mặt thảm bại cảnh gia công chúa chẳng lẽ là chiếc bắt cảnh gia người vừa tới không phải là cảnh nhân mộng lại là người phương nào tiểu thư nhìn thấy cảnh nhân mộng tiến đến trong nháy mắt phòng đại đội trưởng sắc mặt liền thay đổi người khác không biết cảnh nhân mộng có lẽ còn có thể thông cảm được thế nhưng bọn hắn quân đội đối với cảnh gia thế nhưng là không ai không biết a à. không nói những cái khác hiện tại toàn bộ chiếc tỉnh quân khu yên nguyên có không ít cảnh gia nhân ở cao tầng vị trí bên trên chớ nói chi là còn có một cái cảnh lão gia tử đây chính là chiếc tỉnh tuyệt đối quân đội đại lão a dù cho lui xuống thế nhưng uy lực còn lại vẫn còn không ai dám trêu chọc ngài làm sao đột nhiên tới, cũng không thông báo một thoáng. Phòng đại đội trưởng Cung Thuận nói. Cảnh nhân mộng nhìn một chút toàn trường, vừa rồi tại bên ngoài nàng đã nghe đến bên trong, trong lòng tràn đầy nộ khí, hàng thanh thế nhưng là các nàng cảnh gia thượng khách, gia gia đều cực kỳ coi trọng, thế nhưng thế mà bị đám người này cho dễu cợt, ngẫm lại liền giận không chỗ phát tiết. Thế nào, hàng tiên sinh tới cần thông báo, ta tới cần thông báo, có phải hay không chúng ta cảnh gia người tới đều muốn thông báo đâu? Nghe cảnh nhân mộng, phòng đại đội trưởng mặt triệt để khẩn trương lên, chẳng lẽ hàng thanh là cảnh gia người? Làm sao có thể, cảnh gia người toàn bộ quân đội đều có thể đọc ngược như chảy, chưa thấy qua như thế cái tiểu tử nghèo a! À? Đại tiểu thư, ta không biết hàng tiên sinh là ngài mời tới, nếu là biết ngài liền cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám a! À. Phòng đại đội trưởng cố gắng làm cuối cùng giải thích cảnh nhân mộng hiển nhiên là nổi giận, hắn quay đầu nhìn về phía hàng thanh hơi hơi không người. Hàng tiên sinh, nhưng ngài bị sợ hãi. Nghĩ đến hàng thanh thực lực, cảnh nhân mộng liền lòng còn sợ hãi, tông sư nếu là tức giận lời nói hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, gia gia phí sức tâm tư nịnh nọt hàng thanh, nếu là phí công nhọc sức, chính mình giải thích thế nào? Hàng thanh cũng không để ý, này không tính là kinh. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, Hàng thanh cũng không có ở hồ qua những người này nói cái gì, trong mắt của hắn, dùng không được hạt cát. Liền là vị này phòng đại đội trưởng tự hồ không phải hết sức thích ta, tổng là muốn cho ta ra ngoài đây. Hàng Thanh nhìn lướt qua phòng đại đội trưởng nói ra. Nghe vậy, phòng đại đội trưởng một cái tranh tranh con người sắt đá kém chút ngồi dưới đất, hắn vội vàng chồng lên ý cười. Tiểu thư, hàng tiên sinh khả năng có sai lại. Im miệng. Cảnh nhân mộng băng băng nói ta sẽ cùng đội ngũ kiến nghị triệt tiêu ngươi. Cảnh nhân mộng lời nói nhẹ nhõm, thế nhưng phòng đại đội trưởng tâm lại lập tức ngã xuống đáy cốc, hắn nhờ và giống như nhìn về phía cố Tây Phong, hy vọng vị này quân đội tư lệnh con trai có thể kéo chính mình một thanh. Nhưng khi hắn thấy cố Tây Phong vẽ mặt về sau, liền tuyệt vọng, thời khắc này cái sau chỉ là đứng chết chân tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Tây Phong trong lòng bỡ ngỡ, hắn tận mắt thấy cảnh gia công chúa cho hàng thanh xin lỗi cảnh gia công chúa cảnh lão hòn ngọc quý trên tay chiếc bắt quân khu tư lệnh con gái cố tây phong nhận biết cảnh nhân mộng trước đó thậm chí còn có gặp nhau đừng nói là mình liền xem như hắn hàng thành quân khu lão ba tới đều muốn giúp đỡ khuôn mặt tươi cười không tại một cái cấp bậc chính mình nhiều nhất liền là tại hàng thành có sức ảnh hưởng thế nhưng cảnh nhân mộng năng lượng có thế là có thể phóng xạ toàn bộ chiếc tỉnh cảnh gia cùng cố gia hoàn toàn không phải một cái lượng cấp thế nhưng hắn cũng nhìn thấy phòng đại đội trưởng xin giúp đỡ, lại thêm trong lòng của hắn thật có khó chịu, vẫn là kiên trì đi tới. Mộng tỷ, Ngươi còn muốn lên tiếng. Cảnh nhân mộng sớm liền thấy cố tay phong, thấy người sau đi tới thản nhiên nói. Cố tay phong chần chờ một chút vẫn là quyết định nói, thế nhưng miệng còn không có kéo ra liền bị cảnh nhân mộng ngăn cản. Cảnh nhân mộng ngữ khí rất có điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ. Cố tay phong, Ta vốn cho là đến quân đội có thể giết dết trên người ngươi lợi khí, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn mất khôn, xem ra cần để cho ngươi tiến vào báo săn. tỷ, không phải như thế. Báo săn cũng là mục tiêu của ta, sự tình hôm nay không có đơn giản như vậy. Cố Tây Phong còn đang cố gắng. Thế nhưng cảnh nhân mộng đã không tiếp tục để ý hắn, nàng quay đầu ấy nấy nhìn về phía hàng thanh. Hàng tiên sinh, hôm nay thật sự là đường đột, chúng ta bây giờ liền đi vào A cũng tốt. Hàng thanh gật gật đầu, nói xong hắn quay người nhìn về phía sư phi huyên. Về sau có chuyện gì tìm ta? Sư phi huyên sững sờ, si ngốc gật đầu, cảnh nhân mộng nhạy cảm nhìn thoáng qua sư phi huyên, sau đó tìm đến sau lưng thì về thấp giọng nói một câu. Về sau này vị tiểu thư liền là cảnh gia khách nhân. Nói xong, hai người giống như một hồi sạch như gió, rời đi chung quanh vòng tròn hướng bên trong đi đến. Mẹ nó! làm hai người rốt cục đi xa về sau, cố tay phong hung hăng một quyền đập vào bên cạnh trên tường, ở giữa cục đá đều buông lỏng rất nhiều, thấy rõ một quyền lực lượng lớn bao nhiêu. Ngắm nhìn bốn phía, cố tay phong thấy được cả đám nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ, biết vừa rồi chính mình đến cỡ nào đầy bụi đất, âm lãnh nhìn thoáng qua bên trong, không nói hai lời quay đầu liền đi. Thế nào lại là cảnh nhân mộng, hàng thanh như thế hội nhận biết cảnh nhân mộng. Nam Lê Xuyên lẩm bẩm nói nam thiếu, này cảnh nhân mộng đến cùng là lai lịch gì, làm sao cố tay phong hồi kiên kỵ nàng. Ngũ tiểu ngũ vấn đạo, vừa rồi cố tay phong dáng vẻ hắn xem rõ rõ ràng ràng, cái gì nữ nhân có thế có năng lượng như vậy nhường cố tay phong câm như hến. Cảnh nhân mộng làm người thanh chính, gần như không cùng những con nhà giàu này trộn lẫn cùng một chỗ, trừ một chút đỉnh cấp đại thiếu bên ngoài, ngũ tiểu ngũ dạng này tùy tùng còn không biết đại danh của nàng. Cảnh lão tôn nữ, cảnh hoa sai tỷ tỷ. Nam Lê Xuyên trầm thấp nói. Một bên hầu ti ti sắc mặt kịch biến. Hoa thiếu tỷ tỷ, Nguyên lai chính là nàng. Cảnh nhân mộng rất ít lộ diện, thế nhưng nói lên cảnh hoa sai tới liền có nhiều người hơn quen biết, đừng nói là hàng thành, liền là toàn bộ chiếc Bắc cảnh hoa sai đều là nhất tuyến đại thiếu, liền xem như cố Tây Phong cùng Nam Lê Xuyên đều phải yếu hơn ba phần. Sai như thế nào ít sẽ có một người tỷ tỷ như vậy? Ngũ tiểu ngũ không hiểu hỏi hoa thiếu uy danh ai không biết. Thế nhưng cảnh nhân mộng nhìn cùng cảnh hoa sai hoàn toàn không phải người một đường, vì sao hai người lại là huynh muội đâu. Đương tỷ đệ, phụ thân của cảnh nhân mộng là hoa thiếu phụ thân ca ca. Nam Lê Xuyên nói. Biết chân tướng về sau, vài người lập tức yên tĩnh trở lại, mỗi người có tâm tư riêng, cảnh gia không thể nghi ngờ là chiếc bắt thế lực bá chủ, đắc tội nhân vật như vậy về sau tuyệt đối không có ngày tốt lành hầu ti ti mặt sau so phấn đều muốn trợn nhìn làm sao trêu chọc một người như vậy đâu mà tâm tình phức tạp nhất liền là nam lê xuyên vốn cho rằng tiện tay vung lên liền thổi chạy con mũi nhỏ bây giờ nhìn lại muốn phát triển thành hùng ưng hứa tâm làm cái miệng nhỏ nhắn thật lâu không có khép lại nàng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy hàng thanh cứ như vậy hóa giải tuyệt địa mối nguy cái kia nữ chính là ai làm sao cố tây phong đều không dám nói chuyện một câu một cái đại đội trưởng liền bối rối thực lực như vậy toàn bộ chiếc tỉnh có thế có mấy nhà đâu hàng thanh đến cùng là lai lịch thế nào hắn không chỉ là cái phục vụ viên sao vì sao lại nhận biết nữ nhân như vậy đám người ngươi một lời ta một câu hiển nhiên dùng bọn hắn cấp độ đều còn không thể tiếp xúc đến cảnh nhân mộng độ cao này chỉ có lưu phương trên mặt có suy tư cảnh nhân mộng cảnh gia đại tiểu thư cảnh gia cảnh gia đại tiểu thư chiếc bắt cử phách, đây cũng không phải bình thường gia tộc, này là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, cùng bọn hắn này chút nhị đại so ra, người ta đó mới là trên mặt bàn nhân vật. Mà bọn hắn liền xem như có tiền nữa, cũng không phải một cảnh giới. Nguyên lai like sau lưng của hắn là cảnh gia, trách không được phách lối như vậy ương ngạnh, cảnh nhân mộng thái độ đối với hắn không thể tốt hơn, xem ra hắn tuyệt đối không thể coi thường. Nghĩ thông suốt nơi này, những người này trong lòng đều có chính mình tính toán, Nhất là hàng đại học sinh Trước đó nếu như hàng thanh có thể thu hút ánh mắt người ta Là bởi vì thực lực của bản thân hắn Lần này Đại gia đều phải suy nghĩ thật kỹ liên quan tới bối cảnh của hắn Dù sao Một lực lượng cá nhân lại cường năng như thế nào đâu Một cái thế lực mới là căn bản Mà tại chiếc bắc Không có so cảnh gia mạnh hơn thế lực Đến lúc này Tất cả mọi người lại nhìn về phía sư phi huyên Thời điểm ánh mắt đã khác biệt Nguyên lai like, Nàng mới thật sự là tuệ nhãn biết châu A. Chỉ có tầng mộng dao nhìn xem chạy tới bên trong đại lão vòng tròn hàng thanh, trong mắt nhấp nháy có từ. Nguyên lai like là cảnh gia, trách không được ngươi không sợ hãi đây. Thở dài một tiếng, tầng mộng dao cũng không biết như thế nào cho phải. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Cảnh Tam Gia nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mộ Dung Trùng chất phát nhìn xem bóng đêm đen kịt. Nguyên bản đã muốn bị cái vòng này đè chết hàng thanh cứ như vậy khởi tử hồi sinh, mà lại này Linh đang dịu dược lại còn là cảnh gia. Tại cảnh gia trước mặt, Cố Tây Phong không chịu nổi một kích, vậy mình đâu? Âm bình sắc mặt so trên trời tháng còn muốn trắng. Nàng không rõ ràng cảnh gia, thế nhưng đây càng để cho nàng biết cảnh gia cấp bậc cao bao nhiêu, liền liền Cố Tây Phong đều như vậy thậm chí Nam Lê Xuyên cũng không dám đứng ra, huống chi chính mình loại người này đâu. Phụ thân của nàng nhiều nhất liền là cái ngàn vạn tài sản, đại đội trưởng đều nhẹ nhõm bị rút lui, chính mình này chút bối cảnh đủ xem sao. Đụng vào thiết bản. Hạ Thư Chính oán trách nói. Bọn hắn mặc dù càng rỡ có chút điểm bối cảnh, thế nhưng dù sao chỉ là học sinh, bất luận là tầng mộng giao vẫn là sư phi huyên, tại cảnh nhân mộng trước mặt đều không phải là trên một con đường người tần mộng giao phụ thân chỉ là một cái tiểu quan mà sư phi huyên mặc dù huyền bí thế nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng cùng cảnh gia so sánh cảnh nhân mộng đây là tương lai hoa hạ cân quốc tiền đồ không cần nhìn đều là quan minh đi thôi mộ dung trùng sau cùng lên tiếng hạ thư chính vội vàng đi theo nếu cảnh gia đều xuất hiện cái kia hàng thanh cũng không phải là bọn hắn có thể khiêu khích tồn tại trước đó hết thảy có thể không bị truy cứu liền là chuyện may mắn chỉ có âm bình như có điều suy nghĩ hướng phía tận cùng bên trong nhất nhìn thoáng qua, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay nhưng thật ra là ta tam thúc để cho ta đem ngài mang tới, là ta chủ quan không có nói trước nói cho tam thúc ngài đặc thù mới ra chuyện như vậy, hàng tiên sinh không cần trách cứ. Cảnh nhân mộng cúi đầu ngượng ngùng nói. Không sao, không cần lại có lần tiếp theo. Hàng thanh khoát khoát tay. Cảnh nhân mộng rung lên trong lòng biết hàng thanh cuối cùng vẫn là có oán khí, mặc dù biểu lộ không quan trọng, thế nhưng tông sư tôn sư lại bị này chút tôn tép nhảy nhép trêu cợt, nếu là bùng nổ hậu quả khó mà lường được. Hàng tiên sinh, cố Tây Phong là chúng ta quân khu một mầm móng tốt, liền là tính tình gấp chút, nếu là đắc tội ngài, nể tình ta, cho hắn một cái cơ hội đi. Cảnh nhân mộng thấp giọng nói. Hàng thanh đứng vững bước. Ngươi tại bảo đảm hắn. Cảnh nhân mộng thân thể rung lên một cái, người khác cho là hắn hàng thanh là dựa vào lấy cảnh gia, thế nhưng cảnh nhân mộng lại rõ ràng hắn cái gì cũng không dựa vào, hắn dựa vào chính là mình thực lực tuyệt đối. Có người nhận làm người lực lượng là nhỏ yếu, chỉ có bối cảnh mới là mạnh mẽ. Thế nhưng cảnh nhân mộng cũng coi là trong tu luyện người, hắn biết, một người cường đại cỡ nào, bối cảnh của hắn mới có nhiều khổng lồ. Liền xem như không có cảnh gia, dựa vào hàng thanh lực lượng của mình, hoành hành không trở ngại ai có thế cản mà lại, hắn còn trẻ như vậy, ai biết tương lai hắn đến cùng sẽ đi đến một bước nào. Hàng thanh xem lấy nữ tử trước mắt trong lòng có điểm ngạc nhiên, nàng vậy mà cảm nhận được chính mình tức giận. Xem ra, người tinh tiến. Cảnh nhân mộng chấn động lập tức ngẩng đầu. Tiên sinh tuệ nhãn, từ khi bị tiên sinh chỉ bảo về sau, đệm mộng tiến độ tu luyện nhanh quá nhiều. Hàng thanh gật gật đầu, vừa rồi chính mình tức giận mang theo có chút linh khí tỏa ra, cảnh nhân mộng tự nhiên là đã nhận ra, dĩ vãng nàng nhưng không có bản sự này. Tốt, ta cho ngươi mặt mũi này, lần sau, ngươi liền không gặp được hắn. Hàng thanh phải tay áo một cái quay người rời đi. Cảnh nhân mộng trong lòng kinh hỉ hàng thanh chịu cho mình một bộ mặt, thế nhưng nghĩ lại trở về nhất định phải nhường quân đội thật tốt bảo đảm cái này cố tay phong. Hai người tới một cái đồ nhà quê trước, đứng tại đồ nhà quê trước hết thảy bảy người, hàng thanh thấy được Lưu Phương cảm thấy khá quen tựa hồ tại bên ngoài nhìn thấy qua, lúc này cái này đã có chút thành thục nữ nhân đứng tại một cái lão giả bên cạnh. Đây là ta tà tam thúc, hôm nay liền là hắn xin ngài tới. Cảnh nhân mộng đem hàng thanh giới thiệu cho một người trung niên nam nhân. Nam nhân này sắc mặt phù thân áo vải hình gầy gò, ước chừng hơn 30 tuổi gần 40 bộ dáng, trong tay còn cầm lấy một điếu thuốc hiển nhiên lâu dài sinh hoạt không có tiết chế, thân thể đã bị móc không sai biệt lắm, hàng thanh âm thầm lắc đầu người này khí chất cùng cảnh lão so sánh thật sự là kém xa nhìn hoàn toàn không giống như là cảnh nhân mộng tam thúc khi thấy cảnh nhân mộng mang theo một một học sinh bộ dáng gia hỏa tới thời điểm cảnh tam gia đã có chút không vui như thế một cái thằng nhóc đi theo chính mình cái kia chuyến này chính mình còn có thể có cái gì thu hàng cảnh nhân mộng đang chuẩn bị lại nói hai câu thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên nàng tiếp thông điện thoại về sau nói đơn giản hai câu sau đó mặc lộ vẻ khó xử sau khi cúp điện thoại nàng nhìn về phía hàng thanh hàn tiên sinh có một số việc cần phải đi xử lý một chút có thế có thể hay không tự mình bồi ngại ta tam thúc tại đây bên trong có chuyện gì trực tiếp nói với hắn là có thể hàng thanh gật gật đầu cảnh nhân mộng xoay người đối cảnh tam gia bàn giao vài câu về sau liền rời đi cảnh lão tam ngươi xác định ngươi muốn dẫn lấy cái lông còn chưa mọc đủ da hỏa xuống đất sao một cái thân hình cồng kềnh đàn ông suy cười nói cảnh tam gia mặt kéo một phát. Tô Phóng, miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm, nơi này hàng thành có thế không phải là các ngươi yên tĩnh thành phố, cẩn thận ta hiện tại liền để ngươi xéo đi. Hừ, ta nói cảnh lão tam, ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Nếu không phải sau lưng ngươi có cái cảnh gia ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi, nếu là lão gia tử nhà ngươi tại đây bên trong, ta lập tức quỳ xuống nhận lầm chạy trở về yên tĩnh thành phố, thế nhưng ngươi, được rồi. Tô Phóng khinh miệt nói, Tô Phóng bản thân liền là yên tĩnh thành phố Đại Lão, cảnh Tam Gia mặc dù lưng tự cảnh gia, nhưng là bởi vì chính hắn không hăng hái cảnh lão gia tử cũng không là hết sức coi trọng hắn, Tô Phóng tự nhiên cũng biết đạo điểm này, cảnh gia ba huynh đệ, nếu là lão đại cùng lão nhị tại đây bên trong, hắn cái rắm cũng không dám thả một cái, thế nhưng cảnh lão Tam coi là chuyện khác. Ngươi Cảnh Tam Gia nắm chặt nắm đấm vượt mức quy định đi một bước. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng tại tô phóng bên cạnh một cái lão giả nhẹ nhàng một bên thân đứng ở tô phóng trước người từ đầu đến cuối không có mở to mắt thế nhưng trên trán một cổ tiên khí làm người sợ hãi từ đầu đến cuối hắn đều yên lặng không nói nhưng lại không người dám khinh thị hắn liền liền cảnh tam gia đều nhìn được lửa giận được rồi các ngươi hai cái chỉ muốn gặp mặt liền muốn làm ồn ào lúc đó một mực bị lưu phương đỡ lão giả phất phất tay cảnh lão tam tô phóng cái gì tính tình ngươi cũng biết nói, đừng chấp nhặt với hắn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hàng thanh. Ngươi tới là khách, nếu là mộng cô nương mời tới tiên sinh, tự nhiên có cao minh địa phương. Cảnh tam gia mí mắt nhảy một cái trừng tô phóng liếc mắt, cái sau xem thường, thế nhưng hai người cũng không còn tranh đấu, hiển nhiên lão giả nói chuyện có chút phân lượng. Lão giả tên là cơ tam trọng, là danh phù kỳ thực đại phú hào, toàn bộ hàng thành đều khắp sản nghiệp của hắn, bất luận là bất động sản trang phục ăn uống thậm chí là buôn bán bên ngoài các loại hắn đều có chỗ độc lướt qua tại toàn bộ chiếc tỉnh cũng là phải tính đến liền xem như cảnh tam gia cùng tô phóng cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi cảnh tam gia liền là làm buôn bán bên ngoài mà tô phóng những năm này trọng tâm cũng bắt đầu hướng phía này một khối chuyển di hai người tại trên phương diện làm ăn có không ít ma sát cũng không phải là không có động thủ một lần chỉ là sau cùng ai cũng không thể làm sao ai bất quá gặp mặt một hồi chăm chọc khiêu khích là khó tránh khỏi. Bất quá những người này hàng thanh đều không thèm để ý, ánh mắt của hắn chỉ ở hai cá nhân trên người, trước đó ngăn tại tô phóng trước mặt lão giả cùng với đứng tại cơ tam trọng bên cạnh một vị khác áo bào xám lão nhân. Theo hai người kia trên thân, hàng thanh cảm nhận được linh khí. Lại là trong tu luyện người, chuyến này xem ra cũng có chút giá trị. Nếu đại gia đều đến đông đủ, vậy liền không chậm trễ thời gian, vào huyệt đi nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đàn ông ánh mắt của hắn có mấy phần không kiên nhẫn ngay sau đó đám người không nói thêm lời dồn dập hướng phía trong huyệt mộ đi đến cảnh tam gia đơn giản cho hàng thanh giới thiệu một chút mọi người ở đây tô phóng cơ tam trọng còn có vừa rồi mặt mũi tràn đầy dữ tợn chính là một cái khác thành phố phú hào minh lão bản bất quá này chút hàng thanh đều không thèm để ý hắn để ý là cái kia hai cái lão giả một cái họ la một cái họ cung hai người phân biệt là cơ tam trọng cùng tô phóng mời tới cao nhân, đi vào trong huyệt mộ tầm bảo toàn bộ nhờ hai người này. Cảnh tam gia vừa cùng hàng thanh giải thích, một bên trong lòng có mấy phần thất vọng. Cùng la sư phó cùng với cung đại sư so ra, cái này hàng thanh thấy thế nào đều không đáng tin cậy, nguyên bản hắn cùng phụ thân của cảnh nhân mộng quan hệ liền không tốt, chính mình từ nhỏ đã ưa thích một chút không đứng đáng sự tình. Mà phụ thân của cảnh nhân mộng cũng chính là hắn nhị ca lại đi thẳng đường ngay, thường thường lão gia tử hội cầm nhị ca tới răng dạy chính mình. Cảnh tam gia thậm chí đang suy nghĩ cảnh nhân mộng là không phải cố ý tìm hàng thanh tới để cho mình khó chịu. Tóm lại, chuyến này xem ra bảo vật là không có duyên với chính mình, nghĩ tới đây, cảnh tam gia yên lặng thở dài một cái. Cầu vút 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Trong mộ đi nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio mộ huyệt đã bị nện ra một cái trọng động bên trong vô cùng u ám bầu không khí càng là âm trầm không được mấy cái đại lão sắc mặt nghiêm túc mặc dù đều là thấy qua việc đời người thế nhưng này thế giới dưới đất hiển nhiên chưa có tới cùng nhau đi tới cũng là không có cái gì mới lạ địa phương đây không phải hàng thanh lần thứ nhất tiến vào mộ huyệt ở kiếp trước vì tìm kiếm người xưa lưu lại linh bảo hắn nhiều lần xuống đất cũng coi là thu hoạch tương đối khá chỉ là không nghĩ tới ở kiếp này lại còn có cơ hội như vậy. Đi qua đường có khả năng thấy Lạc Dương xuất chờ thông dụng trọng mộ công cụ, mà lại cũng nhìn thấy không ít bạch cốt âm u, cái mộ huyệt này từng bị kẻ trọng mộ phát hiện qua, chỉ là đều không ngoại lệ đều mệnh tan ở đây. Lại đi đến bên trong một điểm, hàng thanh thấy được mấy cổ vừa mới mất mạng thi thể. Những cái kia chuyên gia khảo cổ. Cơ tam trọng ngưng trọng nói. Dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật, có thể đi đến nơi đây cũng coi là không tệ. Hàng thanh biết con đường phía trước còn có cơ quan, chỉ là may mắn mà có này chút bạch cốt mới một đường có thể bình yên đi đến nơi đây. Đây là một chỗ linh huyệt. Cùng sau lưng cơ tam trọng la sư phó thang nhẹ đạo dừng lại bước chân. Hắn ban đầu liền xung phong, tại này quỷ dị địa phương dùng hắn cầm đầu, nhìn thấy hắn dừng lại đám người cũng đều bất động. Nếu là bình thường mộ huyệt, liền xem như cơ quan lại nhiều, dựa vào hiện đại thủ đoạn toàn thân mà thối cũng không xong việc khó, huống chi còn là chuyên gia, chỉ là đáng tiếc, linh huyệt không phải bọn hắn có thể đụng vào tồn tại. La sư phó thở dài một cái, sau đó tại mọi người chú ý theo trong túi áo móc ra một kiện pháp khí, đến nơi đây liền muốn dùng pháp lực đối kháng, khoa học tại đây bên trong không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn nắm pháp khí tay chật dùng sức, hô trận trận yêu phong theo hang động chỗ sâu thổi đi qua làm người ta nhìn mà than thở chính là tại đây chút yêu phong bên trong rõ ràng còn có thể thấy một chút hư hóa đầu lâu bộ dáng hết sức dọa người thế nhưng càng thêm thần kỳ là nảy chút yêu phong tại sắp tới gần đám người thời điểm không không tiêu tán hầu như không còn mà hết thảy này đều là bởi vì la sư phó trong tay cái kia một kiện pháp khí thật thật đẹp để hồng quang từ đó phát ra biến ảo đầu lâu khẽ dựa gần liền vô tung vô ảnh là sư phó pháp lực cao cường, lão hữu bội phục. Cơ tam trọng ông quyền kính trọng mà nói. Là sư phó là hắn bỏ ra nhiều tiền từ bên ngoài mời tới một vị thầy phong thủy phó. Cơ tam trọng cũng là thấy qua việc đời người, biết này mộ huyệt cũng không phải nhân vật tầm thường có thể đi vào, hiện tại quả nhiên như chính mình sở liệu. Liền liền cảnh tam gia trong mắt đều hiện ra hâm mộ hào quang, lại liếc mắt thấy xem phía sau mình hàng thanh, trong lòng chênh lệch càng sâu chỉ có cung đại sư vẫn như cũ hai con mắt hiếp lại, tự hồ cũng không thèm để ý la sư phó thủ đoạn. Giải quyết trước mắt quỷ dị về sau, đoàn người tiếp tục tiến lên, không còn gặp gỡ sự tình gì. Đây chính là bảo vật. Đột nhiên, phía trước tô phóng ngạc nhiên nói. Mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, ở giữa mộ huyệt chỗ sâu nhất, một cái cổ lão quan tài đứng sừng sững ở đó, tại trên quan tài mặt thì là để đó một cái cái hộp nhỏ, mặc dù hộp là phong bế, thế nhưng làm sao bên trong vật hào quang quá thịnh đến mức hợp đều lóe lục quang quả nhiên là đồng đạo tiền bối linh huyệt xem ra chuyến này chuyến đi này không tệ la sư phó kích động nói nghe được pháp lực cao cường la sư phó nói như vậy cơ tam trọng cùng cảnh tam gia trên mặt đều có mấy phần khao khát tương truyền trong tu luyện người bảo bối có khả năng có kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể tác dụng những công năng này cũng không phải bình thường dược vật có khả năng so cơ tam trọng bây giờ đã 80 có thừa, mà cảnh tam gia những năm này hoa thiên tử địa sinh hoạt càng là muốn hắn nửa cái mạng. Bây giờ, bảo vật đang ở trước mắt, hai người cảm xúc sụt sôi. Là sư phó, còn mời ngài đem bảo vật gỡ xuống, chúng ta mở mắt một chút. Cơ tam trọng tôn sùng mà nói. Là sư phó phủi phủi chính mình râu dài ngạo nghễ đi lên trước vương tay, chỉ là tay của hắn còn không có đụng phải bảo vật, lông mày liền bỗng nhiên siết chặt, lập tức nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước, kinh hoảng nhìn xem tay của mình. Một làn khói xanh lượng lờ dâng lên, trên tay lại có mấy phần nướng cháy cảm giác. La sư phó đột nhiên gặp, đám người sợ hãi không thôi. Hàng tiên sinh, có thể nhìn ra cái gì? Cảnh tam gia quay đầu hỏi thăm hàng thanh. Mặc dù đối hàng thanh không ôm hy vọng, thế nhưng dù sao cũng là chính mình mời tới người, bây giờ chính mình cũng chỉ có thể dựa vào hắn, hắn bình thường đối phong thủy pháp thuật nghiên cứu rất ít, cũng không tiếp xúc loại này người, nhưng nhìn hàng thanh dáng vẽ liền biết cùng la sư phó cung đại sư dạng này để cho người ta có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi hỏi hắn có thế có làm được cái gì? Vẫn là xin mời cung đại sư tự mình ra tay đi. Tô Phóng cười lớn nói, trong mắt có mấy phần đắc ý, tự hộ đã cho tới la sư phó muốn khống không được tràn tử. Cơ tam trọng nhìn thoáng qua la sư phó, cái sau bất đắc dĩ gật đầu, cơ tam trọng lập tức khoát tay chặn lại. Còn muốn xin mời cung đại sư tự mình ra tay đem bảo vật gỡ xuống cho chúng ta mở mắt. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người đều nhìn về một mực nhắm mắt dưỡng thần cung đại sư. Chỉ gặp hắn chân mày nhẹ mở nhìn xuống đứng ở một bên la sư phó, khinh bỉ nở nụ cười gằn. Ho hai tiếng, hắn chậm rãi đi tới quan tài trước nhìn chầm chầm món kia bảo vật. Đạo hạnh của ngươi quá thấp, bảo vật như vậy không phải ngươi có thể khải dò xét chỉ có cao thủ chân chính mới có thể đem hắn gỡ xuống cung cấp người thấy hình dáng. Cung đại sư thấp giọng nói, trong ngôn ngữ rất là không nhìn trúng la sư phó, thuận tiện nâng lên một thoáng chính mình. Hàng thanh trong lòng cảm thấy buồn cười, cái này cung đại sư là tốt diễn viên, ban đầu sơ kiến bảo vật, hàng thanh còn tưởng rằng có gì ghê gớm, thế nhưng nhìn kỹ, nguyên lai chỉ là một kiện còn sót lại lấy vài tia âm khí pháp khí, pháp khí này đối với người tu đạo tới nói, nhất là tu luyện âm khí cực nặng công pháp người mà nói có chút dùng, nhưng là đối với người bình thường tới nói lại là muốn mạng đồ vật. Vật như vậy vậy mà nhường bọn phú hào này chạy theo như việc, thấy rõ ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Lại nói cái kia cung đại sư, hàng thanh sớm cũng cảm giác được trên người hắn linh khí, mà lại là âm lãnh khí, nghĩ tới tu luyện liền là âm khí cực nặng công pháp, đối phó pháp khí như vậy tự nhiên so la sư phó có thể dựa vào, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là trong quan tài tổ tiên, người này khi còn sống có chút năng lực tại sao khi chết còn đem tự thân uy lực còn lại cùng quan tài kết hợp trấn áp tại bảo vật phía trên bình thường người nghĩ muốn lấy đi cũng không dễ dàng bất quá đối với mình tới nói dễ như trở bàn tay hàn thanh chỉ là muốn tiếp tục xem cái này cung đại sư biểu diễn lập tức tuân lệnh lên cung đại sư cảm nhận được tất cả mọi người coi trọng loại cảm giác này hắn hết sức ưa thích hai tay ông ở trước ngực một hồi xoay chuyển sau đó chợt hướng bảo vật tìm kiếm t lại là một làn khói xanh chỉ là lần này cung đại sư cũng không phải là la sư phó một dạng bị đánh văng ra mà là nắm thật chặt khói xanh không ngừng cung đại sư trên mặt cũng có mấy phần đau đớn thế nhưng một chút qua đi hắn rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm nhẹ nhàng vừa nhất bảo vật liền theo hắn mà đi chư vị xin mời thưởng cung đại sư bàn tay bày ra đem bảo vật lộ ra trên mặt một phái cao nhân tác phong la sư phó đã đủ cường đại ai biết cung đại sư vừa ra tay liền làm xong la là sư phó đều chuyện không có cách nào khác đám người lúc này đối cái này cung đại sư ai cũng tâm phục khẩu phục một bên tô phóng cũng là dương dương đắc ý thỉnh thoảng mỉm cười nhìn về phía cảnh tam gia diễu võ dương oai cơ tam trọng nhìn thoáng qua cung đại sư trên tay bảo vật đó là một cái viên cầu hình dạng cùng loại với trân châu đồ vật chỉ là bề ngoài thoạt nhìn là màu mực mang theo mấy phần âm lãnh La Sư Phó. Cơ tam trọng quay đầu nhìn về phía La Sư Phó. Cái sau gật gật đầu đi lên phía trước, vừa rồi chính mình công lực không đủ trấn không được bảo vật này, nhưng là đối với mình dám thưởng bảo vật năng lực hắn vẫn là có tự tin. La Sư Phó là phong thủy đại sư, đối với pháp khí nghiên cứu càng là cao siêu, tại tỉnh lận cận đều có uy danh, chỉ cần là bảo vật, khó thoát pháp nhãn của hắn. Cơ tam trọng cười nói, hóa giải một thoáng La Sư Phó vừa rồi xấu mặt xấu hổ, dù sao la sư phó tại vòng tròn bên trong nổi tiếng dựa vào là cặp kia tuệ nhãn, mà không phải tu vi của hắn. Cưu lão kiểu nói này, ở đây mấy người dồn dập gật đầu, coi như vừa rồi la sư phó bêu xấu, nhưng là trước kia phá giải yêu phong vẫn như cũ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khác sâu. Chỉ là trước mặt tô phóng lại khác ý, hắn liếc mắt nhìn xuống la sư phó. Hừ, tôm tép nhảy nhép mà thôi, tại cung đại sư trước mặt tính là thứ gì? Tô Phóng lời kia vừa thốt ra, đại gia một hồi biến sắc, là sư phó mặc dù không bằng cung đại sư, nhưng cũng là cao thủ, huống chi sau lưng kim chủ vẫn là cơ tam trọng, xem ra Tô Phóng là thật buông thả. Là sư phó tâm tình không vui, tại phong thủy vòng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có dạng này nhục nhã, lập tức cũng không nhìn nữa pháp bảo liếc mắt, ngược lại vừa rồi tùy ý nhìn xuống cũng xác thực nhìn không ra môn đạo gì tới. Đã như vậy, vậy không bằng xin mời cung đại sư trực tiếp cho chúng ta mở mắt đi. Cái kia cung đại sư từ khi đem bảo vật lấy ra về sau liền đứng ở một bên, nghe được la sư phó lời nói hiếp mắt quát nở nụ cười, thần thái kia khí la sư phó vẻ mặt đỏ bừng. Tính ngươi biết khó mà lui, ngươi điểm này tu vi thực sự không coi là gì. Cung đại sư từ đầu đến cuối đều là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng, ở đây cái nào không phải chiếc tỉnh đỉnh cấp đại lão, vốn là trong lòng khó chịu, lại thêm cái tô để ở một bên không ngừng kêu gào trong lòng càng là oán giận chỉ có la sư phó bất động thanh sắc liên tiếp bị trào phúng khiến cho hắn đối cung đại sư đã tập mãi thành thói quen vừa rồi hắn quan sát một thoáng cái này linh bảo chính mình mặc dù tu vi không tại cung đại sư phía trên thế nhưng hắn không tin ánh mắt cũng tại hắn phía dưới dù sao mình hành tẩu giang hồ dựa vào là liền là đôi mắt này không để ý tới đám người khó chịu cung đại sư tự mình đi tới Linh Bảo trước mặt nhìn chăm chú căn này Linh Bảo, sau một lúc lâu chỉ thấy hai tay của hắn trải phẳng, ống tay áo vậy mà bắt đầu không gió mà bay. Mà là một chút về sau, toàn bộ mộ huyệt bắt đầu nổi lên gió đến, thậm chí là mộ đỉnh đều có chỗ buông lỏng. Quỷ tông cao nhân Nhìn thấy cảnh tượng này, một bên la sư phó sắc mặt đại biến. Hắc Cung đại sư than nhẹ một tiếng, hang động gió bắt đầu hội tụ, ít khi về sau ngưng tụ thành một cỗ lực lượng hướng phía linh bảo đánh tới đã thấy viên kia hình linh bảo một trận rung động thật thật lục quang bắt đầu tỏa ra chỉnh cái huyệt động bên trong đột nhiên tươi đẹp như xuân sảng khoái hợp lòng người kỳ bảo tuyệt đối là kỳ bảo cơ tam trọng kích động nói bờ môi đều có chút lạnh cống cảnh tam gia càng là hưng phấn một trận này gió xuân cảm giác nhường thân thể của hắn có một loại cảm giác khác thường tự như là linh đang dịu dược vào cơ thể một dạng dễ chịu. Hai người nhìn về phía bảo bối này ánh mắt càng thêm tham lam, mà một bên minh lão bản thấy cảnh này bất động thanh sắc lộ ra một vệt gian xảo cười. Nhìn thấy mấy người phản ứng, cung đại sư nở nụ cười gằn, hình như có đạt được chi ý, hắn vung ngược tay lên, trường bào thu hồi, tiếng gió thổi tán đi, mà món kia bảo bối thì run rẩy mấy lần về sau cũng khôi phục bình tĩnh. Hiểu rõ cái gì gọi là đại sư sao? Tô Phóng đắc chí mà nói. Ở đây mấy người nhìn về phía Tô Phóng cùng cung đại sư ánh mắt cũng thay đổi, trước đó ngồi ngang hàng đã mơ hồ bị đánh phá, ở đây tựa hồ đã dùng Tô Phóng cùng cung đại sư cầm đầu. Cùng cung đại sư vô cùng kỳ diệu pháp thuật so ra, là sư phó không có ý nghĩa. Là mắt của ta kém cỏi, vậy mà nhìn không ra các hạ là quỷ tông cao nhân, ta mặc cảm. Là sư phó đi lên trước ông quyền nói, mặc dù mất mặt, thế nhưng đối mặt quỷ tông cao thủ này người cũng không tính ném cung đại sư con mắt nhẹ nhàng nâng một thoáng không nghĩ tới ngươi còn biết quỷ tông cũng coi là có chút kiến thức la sư phó liên tục khoác tay nhiên sau lui xuống quỷ tông cũng coi là có bề ngoại tông môn chính mình dạng này tiểu nhân vật xác thực không cách nào so sánh được ngẫm lại chuyến này xuất sư bất lợi la sư phó trong lòng liền bất đắc dĩ hàng thanh ánh mắt lại khác âm khí nặng như vậy xem ra thật là trong tu luyện người. Mặc dù có khoe khoang tình nghi, thế nhưng quả thật có chút thực lực, dựa theo tu chân để tính, hắn cũng coi là sợ đến trúc cơ ngưỡng cửa, bất quá ở địa cầu bên trên cũng đã là không tệ. Nhìn thấy cung đại sư thủ đoạn về sau, hàng thanh vẫn có chút kinh ngạc, dù sao hắn không nghĩ tới địa cầu lại còn có loại công pháp này, xem ra mặc dù linh khí cùng tu chân một đường đã dần dần khô kiệt, thế nhưng dù sao năm đó diễn sinh qua vô số công pháp, lưu truyền đến nay còn là không ít. Bất quá liền xem như hắn có được cái gọi là trúc cơ thực lực, hàng thanh cũng hoàn toàn không để vào mắt, tu luyện công pháp cực kỳ trọng yếu, lại không nói cung đại sư tu luyện là cấp thấp nhất công pháp, liền xem như có công pháp cao cấp, đối với tu luyện lý giải cũng là hoàn toàn khác biệt. Hàng thanh đỉnh thiên lập địa ba ngàn thế giới thiên tôn, tinh cầu đều là trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi, một cái cung đại sư, tính là gì? Bất quá cũng coi là có chút thu hàng, địa cầu cũng không phải ngẫm lại bên trong nhàm chán như vậy nói không chừng còn là sẽ có chút tiểu thành người mặc dù không đáng nhắc đến thế nhưng có chút ít còn hơn không nha chỉ là bên cạnh cảnh tam gia lúc này sắc mặt tái xanh tô phóng là hắn nhiều năm như vậy đối thủ một mất một còn lần này tầm bảo ban đầu nhớ hắn cũng tìm không thấy người nào không nghĩ tới lại có cung đại sư nhân vật như vậy nhìn lại mình một chút một một học sinh ngẫm lại đều muốn ói máu xem ra bảo bối này mình muốn đạt được không dễ dàng. Trừ phi tốn nhiều tiền, cảnh tam gia khẽ cắn môi, làm xong hôm nay phải đại xuất huyết chuẩn bị. Lúc này, một mực tại một bên nhìn mặt mà nói chuyện minh lão bản lên tiếng. Nếu tất cả mọi người đã thấy được bảo bối lợi hại, vậy chúng ta vẫn quy củ cũ, người trả giá cao được. Vừa dứt lời, hắn thuận miệng nói. 500 vạn. Cơ tam trọng nhìn một chút bảo vật há mồm liền ra. Một ngàn vạn. Hai ngàn vạn. Minh lão bản không chút nào yếu thế. Tô Phóng cười to ba tiếng. Minh lão bản, cừu lão, ta ra ba ngàn vạn, bảo bối này cũng không cần cùng ta kiếm A. À. Ba ngàn vạn. Tại đây trong huyệt mộ, vài vị đại lão trong lúc nói cười liền là mấy ngàn vạn con số, chỉ là vì một cái bảo bối, nếu là người bên ngoài nghe được sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Minh lão bản thấy cái này tình thế, trong lòng có mấy phần khẩn trương, tô phóng nhất hạ con đem giá cả nâng lên 3.000 vạn, hắn sợ không có người cộng vào, nghĩ tới đây, hắn lơ đã nhìn về phía cảnh tam gia. Lúc này cảnh tam gia trên mặt cũng có ngượng nghịu, bảo vật này hắn rất muốn, thế nhưng là 3.000 vạn không phải số lượng nhỏ, vì một cái còn không biết lớn bao nhiêu công năng bảo bối vung tay liền là 3.000 vạn, hắn cũng muốn suy tính một chút. Nghĩ một lát, cảnh tam gia cuối cùng vẫn quyết định ra tay, mà đúng lúc này, Tô Phóng hét lớn một tiếng. Chậm. Chỉ gặp hắn trêu chọc nhìn xem cảnh tam gia sau lưng hàng thanh, trong mắt có mấy phần trêu cợt ý vị. Cung đại sư còn có la sư phó đều đã mở mắt, nhưng không thấy vị tiểu huynh đệ này có cái gì lý do thoái thác, nếu tới vẫn là xem một chút đi, cũng tốt để cho chúng ta nhìn một cái cảnh tam gia người lợi hại đến mức nào nha. Cảnh tam gia ngay cả cửa tái rồi, này Linh Bảo vừa rồi đã hiện ra không tầm thường, rõ ràng liền là bảo bối, lúc này nhường hàng thanh lại xuất tràn rõ ràng chính là muốn đánh mặt mình một nghĩ những thứ này cảnh tam gia không lời nào để nói trong lòng bất đắc dĩ những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau biết tô phóng đây là muốn rơi cảnh lão tam mặt mũi thế nhưng cũng không người nào dám nói cái gì lưu phương nhìn thoáng qua hàng thanh một cái phục vụ viên liền xem như sau lưng có cảnh gia thế nhưng là cảnh gia lại có nguyện ý hay không vì một cái cảnh tam gia cùng tô phóng lên xung đột đâu sợ là không thể nào cũng không phải nói cảnh gia sẽ sợ tô phóng mà là loại chuyện này bọn hắn nhất định là đều không muốn phản ứng nhìn thấy cảnh tam gia không nói tô phóng vui sướng không được những năm này một mực bị cảnh lão tam đè ép còn không phải sợ sau lưng của hắn cảnh gia lần này có cơ hội như vậy hắn cũng là cảm tạ lên cái này con nít chưa mọc lông nếu không phải hắn chính mình sao có thể như thế thoải mái đâu đối mặt với đám người không nói hàng thanh theo cảnh tam gia sau lưng đi ra, chắp tay sau lưng. Đã ngươi thịnh tình mời, nhìn một chút lại có làm sao? Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Vạch Trần Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám xem. Tô Phóng Kinh Dị nói, hắn ban đầu chỉ là muốn mượn hàng thanh nhục nhã cảnh lão tam một phen, nhìn xem tiểu tử dáng vẻ tám phần mười liền là cái cáo mượn oai hùng chủ, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thật đứng ra. Không biết vì cái gì, Tô Phóng luôn cảm thấy có chút lo lắng, hắn quay đầu nhìn về phía cung đại sư. Cung đại sư ngài xem như thế nào cho phải. Cái kia cung đại sư chỉ là quét hàng thanh liếc mắt liền cuối một thoáng miệng. Mồm còn hôi sữa, liền liền họ la ta đều chướng mắt, huống chi hắn, liền xem như tốt hơn bảo bối ở trước mặt hắn phát sáng, hắn đều chưa hẳn có thể nhận ra được cảnh tam gia trong lòng có hối hận trước đó bởi vì tô phóng nhục nhã hắn chỉ là hận tô phóng bỏ đá xuống giếng thế nhưng hiện tại làm hàng thanh lại còn chủ động đứng ra mất mặt về sau hắn khí đều đến hàng thanh trên thân ngươi nói ngươi không được ngươi liền kìm nén đã mất mặt ngươi còn muốn dội bồn cức rất thơm sao lúc này chứa đầu to quả nhiên là một học sinh không biết trời cao đất rộng lão nhị nhân mộng ta xem như bị các ngươi chơi hỏng các ngươi chờ đó cho ta nghĩ đến cảnh nhân mộng đề cử một người như vậy cảnh tam gia liền nghĩ tất nhiên là nhị ca mong muốn cho mình màu sắc nhìn một cái bất quá hàng thanh vậy mà không biết cảnh lão tam nghĩ nhiều như vậy hắn không để ý cung đại sư trào phúng đi thẳng tới linh bảo trước mặt lắc đầu các ngươi coi là đó là cái bảo thế nhưng trên thực tế hắn chỉ là một kiện sát khí cực nặng âm vật thôi mộ chủ nhân khi còn sống đúng là cái tu luyện nhân sĩ mà lại có mấy phần thành tựu chết về sau đem chính mình suốt đời chỗ dư tu vi đều rót vào cái này linh bảo bên trong cho nên mới có vừa rồi dị tượng một chút thiên tài địa bảo là có thể hút trong thân thể tinh hoa cùng dùng người nuôi ngọc là một cái đạo lý dùng người sinh khí tẩm bổ ngọc thô linh bảo cũng là như thế trong tu chân người đem tu vi của mình rót vào đến linh bảo trung thành làm pháp khí rất là phổ biến sau khi chết dùng tới tồn tại tu vi cho người đời sau cũng là có thể chỉ là này mộ chủ người tu hành chính là âm khí cực nặng công pháp nếu không phải là đồng loại công pháp đều là vô ích thậm chí có khả năng thương thân sát hại tính mệnh à có chút môn đạo nghe được hàn thanh cung đại sư mũi đứng thẳng nhúc nhích một chút hít mắt nhìn về phía hàn thanh những người còn lại nhìn thấy hàn thanh nói hình như có lý không không kinh ngạc chẳng lẽ tiểu tử này thật là một cái cao nhân mặc kệ là cái gì âm vật nhưng tóm lại đều là linh bảo đi cơ tam trọng truy vấn. Nói nó là các ngươi hiểu linh bảo cũng không sai. Hàng thanh khẽ vuốt cầm, nhưng cơ tam trọng đám người còn chưa kịp cao hứng hàng thanh nói tiếp. Chỉ là đối với các ngươi có lẽ... Có lẽ cái gì? Minh lão bản vẽ mặt lạnh lẽo nói ra. Ta nói kiện pháp khí này là âm khí cực nặng đồ vật, mà vừa rồi hắn tại thi pháp thời điểm trong huyệt động lại như gió xuân ấm áp, khả năng này sao? Nói xong, hàng thanh chỉ cung đại sư. Kỳ thật vừa rồi dị tượng đều là biểu diễn của hắn, cái này âm vật bản thân cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì năng lượng, bởi vì hắn biết, nếu là phóng xuất ra, không có người hội muốn vật này, bởi vì các ngươi, đều sẽ chết. Lời này một chỗ, cử tọa phải sợ hãi. Đạo chích đừng vội nói loạn. Cung đại sư lắc một cái tay áo dài trận mắt tròn xoe. Đến lúc này, hắn cũng có chút đứng không yên, vốn cho rằng tiểu tử này liền là cái hổ giấy không nghĩ tới lại có dạng này nhãn lực chính như hắn nói vừa rồi dị tượng đều là chính mình thôi động tu vi bố trí này âm vật làm sao có thể cho người ta cảm giác như vậy minh lão bản tô phóng ta cần một lời giải thích cơ tam trọng ngưng trọng nhìn về phía minh lão bản cùng tô phóng lần này cổ mộ chuyến đi liền là minh lão bản cùng tô phóng đề nghị hai người nói tại trong mộ có dị bảo xuất hiện đối với người rất có ích lợi bọn hắn mới tới thế nhưng bây giờ nhìn lại giống như trong đó còn có mánh khóe tô phóng một cái tay cắm ở trong túi áo nắm chặt mà minh lão bản càng là mồ hôi rơi như mưa trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải nên làm sao biên chẳng lẽ để bọn hắn biết đây là chuyên môn vì cảnh lão tam cùng cơ tam trọng làm cục sao vì chính là để bọn hắn cam tâm tình nguyện đưa tiền thuận tay muốn mạng của bọn hắn cảnh tam gia cũng là thấy qua vô số lục đục với nhau nhân vật đã dần dần sáng tỏ nguyên do trong đó, nhìn chầm chầm vào hai người. Làm bộ để cho các ngươi nhảy vào đi mà thôi, nhiều tiền đầu óc thiếu, còn kém chút liền bị bọn hắn đạt được. Hàng Thanh ở một bên treo ý cười nói. Theo cung đại sư đi lên đoạt bảo bắt đầu, Hàng Thanh đã nghĩ thông suốt trong đó chân tướng, chẳng qua là lúc đó hắn cũng lười quản, chính mình chỉ là cảnh nhân mộng mời mời đi theo, không có cái gì nghĩa vụ, chỉ là bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình hắn bất đắc dĩ đứng ra chỉ ra thôi. Làm chân như này. Cơ tam trọng băng lãnh nhìn về phía tô phóng. Cảnh tam gia càng là hướng phía trước đi hai bước, hắn mặc dù thân thể kém, thế nhưng cái kia sự quyết tâm lại không tại bất luận cái gì người phía dưới, này hai bước dọa đến minh lão bản lui về sau ba năm bước. Cung đại sư nắm chặt hai quả đấm, tràn đầy nếp uống khóe mắt đuôi lông mày đều tại run rẩy. ban đầu lần này cục chỉ cần thành, tiền đều là chính mình, mà Minh Lão Bản cùng cơ tam trọng là đối thủ cạnh tranh, Tô Phóng cùng cảnh tam gia lại là tử đối đầu, đều là muốn mạng không thiếu tiền chủ, ai biết nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị lại bị này mau đầu tiểu tử làm hỏng, hắn lửa giận trong lòng hừng hực. Tiểu tử, ngươi có phải là cố ý hay không? Cung đại sư tiến lên trước một bước cắn răng nói. Hàng thanh thông dông một bước. Thế nào, không cho phép ta nói chuyện. Tại trong mắt người khác cung đại sư có thần quỷ chi năng, thế nhưng trong mắt hắn lại không đủ nhét kẻ răng, bất quá sau khi trở về còn không có cùng chân chính người tu hành giao thủ qua, trước đó Quảng Lan nhiều nhất chỉ có thể coi là võ đạo nhập môn, thực sự không thú vị, cái này cung đại sư vẫn là muốn mạnh lên một chút, hàng thành vẫn có chút hứng thú. Tô Phóng Làm sao? Ngươi người ngươi cũng không quản được rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra hàng thành rồi hả? Cảnh tam gia khí phách. Tô phóng thân thể rung lên, lại nhìn về phía cơ tam trọng cái sau hiển nhiên cũng bị chọc giận nơi này là hàng thành không phải hắn yên tĩnh thành phố tại đây bên trong cùng cảnh lão tam làm đối không có quả ngon để ăn huống chi còn có một cái cơ tam trọng bất quá nghĩ lại tô phóng liền trốn đến cung đại sư sau lưng ở đây nhìn mạnh nhất liền là cung đại sư có hắn tại chính mình nhất định có thể bỏ trốn mất dạng nhìn thấy tô phóng hành vi minh lão bản cũng là vội vàng núp ở cung đại sư sau lưng lướt qua mồ hôi trên mặt hư, tiểu tử thúi ngươi đoạn ta tài lộ, hôm nay ta liền để ngươi tại đây bên trong chung cùng. Đã ngươi có thể nhìn ra món kia âm vật, vậy ngươi có thể nhận xuất tay ta bên trong bảo bối đâu. Nói xong, cung đại sư từ trong ngực móc ra một cái màu bạc chuông lục lạc, hắn tiện tay trên không trung diêu động mấy lần, quỷ dị chuông lục lạc tiếng liền vang vọng toàn bộ mộ huyệt. Toàn bộ mộ huyệt cũng bắt đầu rung rẩy bắt đầu chuyển động. Tiểu tử. Quy xuống đất cầu xin tha thứ đi. Thắng mãnh liệt quát một tiếng đại lực thôi động chung lục lạc âm phong nổi lên bốn phía vô số đầu lâu xuất hiện ở trên không như là vật thật đến lúc này đại gia rốt cuộc minh bạch vừa mới tiến vào trên đường yêu phong cùng đầu lâu vậy mà cũng là cung đại sư gây nên nghĩ đến chính là vì thăm dò la sư phó thân thủ làm sao bây giờ lưu phương thấp thẩm nhìn trước mắt một màn chung quy là nữ tử đối mặt cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi hoảng hốt quỷ tông bạch cốt thuật la sư phó run rẩy nói đây là muốn có đại tu làm người mới có thể thi triển ra không nghĩ tới ta hội chết ở chỗ này cũng coi là đáng nói xong la sư phó tuyệt vọng nhắm mắt lại nếu là ngươi nguyện ý quan dựa vào chúng ta hạ làm việc cho ta ta có khả năng lưu ngươi một mạng cung đại sư thái độ đối với la sư phó rất hài lòng hắn chưởng khống lấy đầu lâu đắc ý nhìn về phía tất cả mọi người nhưng lại thấy nơi hẻo lánh chỗ khoan thai tự đắc hàng thanh phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bộ dáng. Cung đại sư âm ngượng ngùng nói, liền là cơ tam trọng cùng cảnh tam gia cũng im lặng nhìn xem hàng thanh, người ta thế nhưng là có thế trưởng khống loại dị thuật này nhân vật, tiểu tử này ngốc rồi hả? Lưu Phương lo lắng hô hào. Hàng thanh, ngươi còn không mau né tránh, hắn thật sẽ giết ngươi. Hiện tại nàng đều có chút hối hận, nếu là biết Hàn Thanh sẽ như vậy không coi ai ra gì, nàng lúc tiến vào nên thuyết phục hắn rời đi. Ban đầu rất tốt một người trẻ tuổi, sau lưng lại có cảnh gia, sư Phi Huyên cũng coi là nhìn đúng người, có mắt nhìn người, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ liền muốn bị mất mạng. Chỉ là Hàn Thanh vẫn như cũ không thèm để ý, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi, hôm nay chết ở chỗ này, liền xem như ngươi bối cảnh thao thiên, cũng không có người biết nói xong cung đại sư trên tay nắng pháp quyết trong huyệt động vô số đầu lâu cùng với yêu phong hướng phía hàng thanh nhanh như gió nhào tới nhìn thấy cảnh tượng này liền liên thành phủ như cơ tam trọng dạng này lão nhân cũng nhìn không được nghiêng đầu mà cảnh tam gia trong lòng cũng có mấy phần hối hận nếu không phải hàng thanh chính mình thật có khả năng bị tô phóng trêu đùa thậm chí là bỏ mạng nhưng là bây giờ người trẻ tuổi này liền muốn ở trước mặt mình thảm chết rồi lưu phương mong muốn đi lên kéo động hàng thanh nhưng lại phát hiện thân thể đã bị cơ tam trọng giữ chặt nàng hiểu rõ chính mình đi lên cũng là không làm nên chuyện gì chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ gương mặt tuyệt vọng tại kiếp khó thoát đây là tiếng lòng của tất cả mọi người muốn ta chết hàng thanh rốt cục ra đời mang theo cười nhạo bất quá là mấy cái đỉnh đầu mà thôi đừng nói là muốn mạng của ta có thể thương tổn được ta một sợi tóc đen tính ngươi không tầm thường nói xong hàng thanh lại tại mọi người trong kinh ngạc đón âm phong tiến lên. Pháp khí cho Pháp, nếu là người tu hành tu vi nông cạn, Pháp khí chỉ là bài trí. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy Pháp khí đều sẽ âm âm mà nát, ta vốn khinh thường âm khí công Pháp. Hàng thanh bàn tay lật qua lật lại, bỗng nhiên vừa nhất. Nhưng cũng được, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là âm tông thi Pháp. Tại một mảnh nghẹt thở bên trong, hàng thanh khóe miệng hơi mở. Âm linh lên. Nhất thời ở giữa, quỷ khóc sói gào, động huyệt dao động, tràn đầy gió lạnh. Tay hắn nắm biến ảo bạch cốt bổng, trong lúc giơ tay nhất chân giống như u minh. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Quy áp cung đại sư Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trong huyệt mộ âm linh là nhất hương thịnh linh khí tại quang minh bên trong tự sẽ trở thành tẩm bổ người sống dương khí, mà xuống đất, kèm theo người chết khí tức thường thường sẽ sinh ra hung hăng ngang ngược âm khí, cũng chính là âm linh. Từ đầu đến cuối, linh khí đều là tồn tại ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh, chỉ có nắm giữ tất cả linh khí, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hàng thanh cầm trong tay bạch cốt bổng, làm âm linh chợt sinh ra biến ảo thành vạn thiên hình dáng thời điểm, đầu lâu liền đã dồn dập lui tán, đồng thời phát ra thống khổ thanh âm tràn ngập bên tai. Quát! Hàng thanh cầm trong tay bạch cốt bỗng ném ra hướng phía cung đại sư chuông lục lạc đánh tới, cái kia bạch cốt trên không trung tựa hồ biến thành bách quỷ chi vương, Chung lục lạc biến ảo mà thành đầu lâu chỉ cần hơi đụng vào đều sẽ bị chấn động đến vỡ nát, không có gì bất lợi. Sau cùng, đâm vào trên không chập chờn chuông lục lạc bên trên. Đinh linh linh! Một hồi quanh có tiếng chuông vang lên, thế nhưng thanh âm này càng phát nhỏ yếu, mãi đến cuối cùng cung đại sư miệng phun máu tươi lão đảo ngã xuống, vịnh còn tại ngụm lớn thở dốc. Toàn bộ mồ huyệt cũng bắt đầu đung đưa, không ít bụi đất bắt đầu buông lỏng, nghiêm chỉnh nhiên đã có đổ sụp điềm báo. Quỷ tông đại phát Tông sư thủ đoạn Cung đại sư khóe miệng còn có còn sót lại vết máu, thế nhưng ngực chập trùng không phải là bởi vì đau nhức mà là bởi vì kinh. Lúc này, hắn lại nhìn về phía hàng thanh liền như là gặp thần linh, bò triệu hàng thanh đi đến, thật dài áo choàng trên mặt đất kéo lấy, buồn đất trên tay chỗ nào còn nhìn ra được cao nhân bộ dáng. Tông sư tha mạng, tha nhỏ đi, ta không biết tông sư ở trước mặt, thực sự tội đáng chết vạn lần A. À. Chung lục lạc vỡ vụn thời điểm, cung đại sư một thân tu vi liền đã tản mất, tu luyện pháp khí người bình thường đều sẽ đem tự thân mệnh mạch cùng pháp khí có chỗ liên hệ, đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, nhiều một cái sức chiến đấu, nhưng cùng lúc cũng nhiều một cái bị địch nhân đã kích khả năng. Lúc này, lão đầu này tóc dài tản ra, cái trán bầm tỏi dính đầy đất đen. Tại mọi người ngậm miệng không trả lời được dưới, hàng thanh hướng phía trước đi một bước. Đối mặt âm linh ngươi đáng sợ. Sợ sợ. Tông sư. Đệ tử sợ. Cung đại sư run rẩy mà nói, hai tay ôm trên đầu giống gặp quỷ búp bê một dạng. Hàng thanh lại bước một bước, quát lên. Bách quỷ tan hết ngươi có thế sáng tỏ. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Đệ tử hiểu rõ. Cung đại sư thanh âm đã có giọng nghẹn ngào. Hàng thanh trong tay bạch cốt bổng lại lần nữa biến ảo, ánh mắt rung lên. Từ nay về sau, chớ có càng rỡ ngươi cũng đã biết. Đệ tử hiểu rõ, cái này cút ngay. Cung đại sư khục lấy máu nói. Nếu hiểu rõ, thiên tôn kiếm hạ không tiểu quỷ, ta liền tha mạng của ngươi, nhanh chóng rời đi, chớ chướng mắt của ta. Nói xong, hàng thanh tán đi trong tay bạch cốt, bình tĩnh mà nói. Cung đại sư tranh thủ thời gian bò lên, lập tức lại không hay nói đứng lên liền hướng phía bên ngoài chạy đi, lúc này hắn trong lòng chỉ có mạng sống, nơi nào còn có ý khác, đến mức tô phóng minh lão bản, tại mệnh trước mặt mặc kệ nó. Hàng thanh cười lạnh sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đã si ngốc tô phóng cùng minh lão bản. Vô thanh vô tức, lại đoạn người ruột, liền xem như tô phóng giết người không chớp mắt, thế nhưng đối mặt loại tồn tại này cũng là hai chân rung lên, mà Minh Lão Bản đã sớm co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Mới vừa một màn nhìn rõ ràng, tại chiếc tỉnh rất có uy danh cung đại sư tại Hàng Thanh trên tay đi không được một hiệp liền binh bại như núi đổ, dạng như vậy tự như là trẻ con đối mặt đại nhân một dạng, hắn tô phóng liền xem như lại trâu cũng biết mình cùng Minh Lão Bản tại Hàng Thanh trước mặt cạn là không hề có lực hoàng thủ. Hàng Tiên Sinh Bên ngoài thế nhưng là có ta người, nếu là ta ra không được. Các ngươi cũng không có hảo quả tử. Tô Phóng Chung Quy là một phương đại lão, đến lúc này còn duy trì cuối cùng lý trí. Cái kia cũng là bởi vì hắn không biết, hàng thanh đáng sợ. Mới vừa ngươi có thế không phải như vậy nhát gan, không phải nói ta mau đầu tiểu tử sao. Hàng thanh trêu cợt mà nói. Chỉ một câu, Tô Phóng liền rốt cuộc không chịu nổi, quỳ trên mặt đất liền là cầu xin tha thứ. Hàng tiên sinh, ta sai rồi, ta sai rồi. Chỉ cần hàng tiên sinh lưu ta một cái mạng, ngày sau ta chính là hàng tiên sinh một con chó. Cảnh tam gia cùng cơ tam trọng yên lặng không nói, trong lòng rung động đến bây giờ đều không thể đánh tan, cái này lân cận thành phố số một đại lão lúc này uy nghiêm mất hết, mà lưu phương càng là lưu ba không ngừng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Theo vừa mới bắt đầu người người xem thường, đến bây giờ sinh tử của tất cả mọi người đều tại hắn một ý niệm, bất quá là hốt hoảng ở giữa mặc dù cho hắn là cảnh nhân mộng mời tới người thế nhưng mọi người tại đây nhìn hắn là học sinh cũng chưa nhìn nhiều thậm chí cảnh tam gia còn cảm thấy mất đi đại nhân nhưng bây giờ thì sao cảnh tam gia cùng cơ tam trọng thậm chí là những người khác mệnh đều là hắn cứu liền xem như bọn hắn bình thường trước mặt người khác làm mưa làm gió thế nhưng đối mặt hàng thanh loại tồn tại này một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực tràn ngập tại bọn hắn trái tim đây mới là cao nhân a cơ tam trọng bờ môi run rẩy nói trong lòng càng là có hướng tới chi tình hắn tung hoành cửa hàng nửa đời nhân vật dạng gì chưa từng gặp qua nếu bàn về lịch duyệt càng tại cảnh tam gia phía trên nhưng bất luận là quan trường đại nhân vật vẫn là cửa hàng đối thủ một mất một còn nơi nào có hàng thanh dạng này uy phong loại khí chất này không quan hệ tiền tài không quan hệ quyền thế chỉ là đơn thuần lực lượng tuyệt đối nhưng càng như vậy lực lượng càng là làm người nghẹt thở. Lưu Phương lúc này tâm tư quanh đi quẩn lại, nhìn xem nhường cừu lão cùng cảnh tam gia đều rung động không thôi hàng thanh, trong lòng hối tiếc không thôi. Có được như thế lực lượng đàn ông, về sau tất nhiên là nhân vật phong vân, thậm chí không nhìn thấy cực hạn của hắn, có lẽ, nho nhỏ hàng thành thậm chí toàn bộ chiếc tỉnh tương lai đều sẽ bị hắn khẽ động, mà ai nào biết cùng thiên hạ, hắn là hay không lại có thể quấy một phen mưa gió đâu ban đầu chỉ cho là ngươi là dựa vào lấy cảnh gia không nghĩ tới ngươi vậy mà là nhân vật như vậy lưu phương phương tâm rung động nhìn như vậy đến sư sư nào chỉ là nhặt được bảo hoàn toàn là bánh từ trên trời rớt xuống không được nhân vật như vậy nói cái gì ta cũng phải giao hảo nói không chừng có thể cho hắn nhìn nhiều hai ta mắt thậm chí là đoạt tới cũng không phải là không được liền xem như thất bại có thể có được hắn che chở ngày sau cũng sẽ rất có ích lợi a à nàng hiểu rõ từ hôm nay trở đi hàng thanh uy danh sẽ lưu truyền tại thượng lưu vòng tròn toàn bộ hàng thành đều muốn dựa vào tồn tại hàng thanh lại không để ý tới người khác như thế nào nhìn hắn hắn quay người nhìn về phía minh lão bản giống như cười mà không phải cười nói cái này các ngươi cái gọi là linh bảo vừa rồi thét lên giá bao nhiêu tiền bẩm tiên sinh ba ngàn vạn minh lão bản khúng núng mà nói hàng thanh gật gật đầu biểu môi quét về phía tô phóng nếu không đảo cái lần lưu ngươi một cái mạng tô phóng tràn đầy dữ tợn trên mặt cũng chấn động một cái đảo cái lần cái kia chính là sáu ngàn vạn liền xem như hắn tài sản mười cái ức thế nhưng đó cũng là bất động sản trên tay vốn lưu động có thể lấy ra cũng không nhiều sáu ngàn vạn đầy đủ đau lòng thế nhưng ngẫm lại vừa rồi hàng thanh thần uy nếu là mình không cho này sáu ngàn vạn nơi nào còn có sống sót khả năng. Tiền tài chính là vật ngoài thân, nếu là hàng tiên sinh cần ta hiện tại liền ra ngoài cho ngài trù. Tô phóng đau thấu tim gan, thế nhưng trên mặt lại là cam tâm tình nguyện. Hàng thanh khoát khoát tay. Không vội, một tuần bên trong đưa đến trên tay của ta liền có thể. Nói xong hàng thanh không nói nữa, thế nhưng khí thế kia còn tại, nếu là tô phóng không mang theo tiền tới hậu quả mọi người đều biết. Cút đi ung dung thanh âm lại làm cho tô phóng cùng minh lão bản như được đại xá, lộn nhào hướng phía bên ngoài phóng đi. Thấy hai người giờ trong bóng đêm, Lưu Phương chậm rãi đi tới, hơi hơi nhíu mày. Hàng tiên sinh, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi hả? Tô Phóng làm người âm tàn, sợ là sẽ phải có khác thủ đoạn. Nói xong, Lưu Phương tự hồ nhớ ra cái gì đó. Còn có cái kia cung đại sư, hôm nay ngài hủy hắn pháp khí, nói không chừng hắn hủy nhớ nhung trong lòng nghe được lưu phương nhắc nhở hàn thanh ánh mắt thiểm thước ta cần quan tâm này chút sao một câu nói tận thiên hạ bá khí lưu phương đôi mắt đẹp chuyển động cảm thấy cảm khái đúng vậy a à, như là cao nhân như vậy còn muốn lo lắng nhiều như vậy tiểu nhân vật trả thù vậy tại sao còn phải xưng là cao nhân đi lúc này cơ tam trọng còn đang tính toán lấy như thế nào giao hảo hàn thanh thời điểm một cái âm thanh kích động truyền tới. Hàng tiên sinh, ngài thần thông quảng đại không gì làm không được, từ nay về sau hàng thành ai không biết quân, ta cảnh lão tam cái thứ nhất xem ngài làm thần linh. Chỉ thấy cảnh tam gia hai ba bước chạy tới hàng thanh trước mặt, thần sắc kích động, mừng như điên đã thay thế vừa rồi thấp thỏm, nhìn thấy hàng thanh thật sự giống nhìn thấy như thần, còn kém ba bái năm gõ. Hàng thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên này thật sự là con trai của cảnh lão cũng coi là hiếm thấy. Cầu vút 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Cổ mộ đổ sụp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm rung động tán đi, mọi người mới hoảng hốt phát hiện toàn bộ mộ huyệt đã bắt đầu đổ sụp. Bởi vì lúc trước hàng thanh cùng cung đại sư giao thủ, lại thêm đằng trước đủ loại đã kích, mộ trên huyệt khung xương đã bắt đầu buông lỏng, bùn đất khối lớn khối lớn rơi xuống. Lòng người bàn hoàng. Hàng tiên sinh. Chuyện này. Cơ tam trọng lo lắng nhìn xem mộ huyệt, bất quá cũng không gặp nhau, có hàng thanh tại đây bên trong, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện. Quả nhiên hàng thanh vung tay lên, hết thảy hạ xuống bùn đất đến hắn quanh mình vậy mà liền trực tiếp vỡ vụn, tự như là một cái vòng phòng hộ thần kỳ. Thủ đoạn này xem cảnh tam gia mắt bốc ánh sao, là đại sư càng là phục sát đất tuyệt thu nhất chân ở giữa tự tạo không gian, tông sư chi đạo. Đi thôi. Hàng thanh không thèm đế ý này chút lấy lòng, dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, đám người vội vàng bắt kịp. Phía ngoài đám người còn đang kinh ngạc trong huyệt mộ đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa rồi đại gia đều thấy được tô phóng minh lão bản còn có cung đại sư trốn tới cảnh tượng, đang khó hiểu thời điểm, mặt đất liền bắt đầu xuất hiện lúng tình huống. Cố Tây Phong cùng phòng đại đội trưởng đều không tại, Bộ đội ra tới một cái quảng sự hét lớn một tiếng. Mau bỏ đi, mộ huyệt muốn sập. Vừa nói, một bên tổ chức đội ngũ đem người ở chỗ này bắt đầu hướng ra phía ngoài sơ tán, dưới chân thổ bắt đầu buông lỏng, khi mọi người vừa mới rút lui cái này khu vực an toàn thời điểm, toàn bộ mộ huyệt vị trí âm âm sụp đổ hạ. Sư phi huyên nước mắt đều muốn gấp đi ra, đến bây giờ hắn đều không nhìn thấy hàng thanh thân ảnh, cửa động vị trí đã một chút bị vùi lấp chẳng lẽ là vừa rồi ba người ở bên trong rơi xuống cái gì hắc thủ. Nghĩ tới đây, sư phi huyên tâm liền co rút đau đớn, đứng ở sau lưng nàng tần mộng dao cũng là si ngốc nhìn xem cửa động vị trí. Hàng thanh, chẳng lẽ ngươi có thể như vậy kết thúc sao? Tần mộng dao không tin. Thế nhưng ở đây những người khác lại phần lớn động lên kế vặt, cảnh tam gia, cơ tam trọng, hai cái này đều là hàng thành thậm chí toàn bộ chiếc bắt nhân vật hết sức quan trọng, nếu là hai người bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sợ là sắp biến thiên mà nam lê xuyên hầu ti ti đám người càng là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác cơ tam trọng cùng cảnh tam gia bọn hắn không quan tâm thế nhưng hàn thanh nếu là cũng không thể ra ngoài được nữa cái kia thật sự là quá tốt ngay tại đại gia tâm hoài quỷ thai thời điểm một đạo lơ đẳng gió thổi qua lập tức có người kinh hô đi ra bọn hắn ra đến rồi chỉ thấy tại hang động triệt để bị vùi lấp cuối cùng trong nháy mắt, hàng thanh đám người từ bên trong thản nhiên đi ra, trên mặt cũng không có kinh hoảng, tựa như là tản bộ. Sự tình kết thúc về sau hàng thanh liền chuẩn bị về nhà, thế nhưng cảnh Tam gia cùng cơ Tam trọng dù như thế nào không cho đi, hàng thanh nghĩ đến cảnh nhân mộng quan hệ cũng liền cho bọn hắn mặt mũi này. Đến cảnh Tam gia một cái cửa hiệu rượu, ở đây chỉ có hàng thanh cảnh Tam gia cơ Tam trọng còn có Lưu Phương cùng La sư phó phục vụ viên lên món ăn về sau liền bị cảnh tam gia đuổi đi. Ngươi là sư phi huyên bằng hữu. Hàng thanh nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Lưu Phương nói ra. Lưu trong phương tâm vui vẻ chặn lại nói. Đúng vậy, chúng ta một cái tiểu học, cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hàng thanh gật đầu. Nếu là như thế, chúng ta xem như quen biết. Cơ tam trọng nghe được hàng thanh lời nói về sau kinh hỷ muôn phần, Lưu Phương là cháu gái của hắn, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền cùng tông sư kéo đăng nhập vào, về sau không biết sẽ có nhiều ít chỗ tốt. Cảnh tam gia trong lòng hối hận, làm sao chính mình liền không có một cái nào con gái đâu. Nhìn xem Lưu Phương hắn nghĩ tới cảnh nhân mộng, thế nhưng đây là nhị ca con gái, không đổi mình đã coi là tốt. Đơn giản nếm hai cái món ăn về sau, hàng thanh quay đầu nhìn về phía một bên là sư phó. Là sư phó, ta vừa rồi xem ngươi thật giống như đối quỷ tông có hiểu biết. La sư phó trên tay đũa đều run một cái. Tông sư ở trước mặt, ta làm sao dám tự xưng sư phó đâu, ngài gọi ta tiểu La liền tốt. La sư phó chung quy là trong tu luyện người, mặc dù bản thân tạo hóa không cao, nhưng quả thật có chút tầm mắt, cung đại sư thủ đoạn hắn có thể nhìn ra, đến hàng thanh nơi này chính là hắn đều có chút mờ mịt, nhưng càng như vậy càng chứng minh trước mắt hàng thanh đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Bẩm tông sư, Quỷ Tông là chiếc tỉnh một vùng có chút thế lực tu luyện tông môn, nghe nói cũng đi ra vài cái nhân vật, chỉ là đến hôm nay ngắm dần suy thoái, bất quá nội tình vẫn còn ở đó. Cùng võ đạo khác biệt, Quỷ Tông là tu luyện pháp thuật tông môn, tại Hoa Hạ, ngoài trừ võ đạo bên ngoài còn có pháp thuật tu hành, tại thời cổ gọi là tu chân, chỉ là đến hôm nay tu chân cao thủ đã sớm mai danh ẩn tích, tồn tại chỉ có một ít tu luyện pháp thuật người. Càng nói là sư phó trong lòng càng là nghi hoặc, ấn lý thuyết dùng hàng tiên sinh thực lực hẳn là so tự mình biết càng đa tài hơn là, thấy thế nào tiên sinh sắc mặt tự hồ có chút không hiểu đâu. Bất quá mặc dù trong lòng không hiểu, là sư phó cũng không dám hỏi nhiều, hàng thanh thực lực còn tại đó, nói không chừng người ta là ẩn giấu tông môn đâu, cũng không phải là không có khả năng này, bây giờ rất nhiều danh môn đại phái đều đã ngủ đông xuống dưới, dù sao tu luyện mạnh hơn, đối mặt hiện đại khoa học kỹ thuật cuối cùng vẫn là yếu thế, có thể lưu giữ lại đã không dễ. Như thế a." À. hàng Thanh gật gật đầu. "Xem đến địa cầu bên trên khả năng thật đã không có tu chân nhân sĩ, ít nhất này chiếc tỉnh là hết sức gặp, cái gọi là tu luyện pháp thuật, kỳ thật liền là một chút tu chân tổ tiên lưu lại công pháp mà thôi, tự như cái kia cung đại sư quỷ tông công pháp một dạng, gia lông mà thôi. Chân chính tu chân hoàn toàn không phải này chút có thể so sánh, đó là toàn phương vị tu tập, thông thiên chi đạo." không biết trước đó Quảng Lan nói cái kia áo lông vạn sơn đến thực lực gì, tự hồ đã có tông sư thực lực, chẳng phải là nói cũng đến trúc cơ trung kỳ, chỉ là không biết là có hay không cùng tu chân một mạch có liên hệ. Nếu là có thể giao thủ liền tốt. Hàng thanh trong lòng có chút tiếc hận, hắn bức thiết muốn biết bây giờ địa cầu tu chân tình huống, đầy đối với hắn tu vi của mình tăng trưởng cũng có chỗ tốt. Không người luận bàn, rất là tịch mịch. La sư phó thấy hàng thanh vẽ mặt bằng phẳng dẫn theo tâm cẩn thận hỏi. Không biết hàng tiên sinh tu chính là môn nào phái nào? Ta xem tiên sinh tiện tay ở giữa đất trung núi chuyển, thật có bất thế oai, là mổ tu luyện nhiều năm thế nhưng nhưng chưa từng thấy qua dạng này thủ pháp, rất hiếu kỳ. Hàng thanh nghe vậy cười cười. Trên bản chất tới nói, người ta là đồng tông đồng môn. Là sư phó giật mình nhìn xem hàng thanh. Tiên sinh thật sự là cất nhắc la mổ ta sao dám cùng tông sư đồng tông đồng môn. Tông sư, tại hoa hạ, cái kia là có thể khai tông lập phái tồn tại, liền xem như toàn bộ hoa hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là sư phó biết mình là cái gì mặt hàng, cùng cao thủ chân chính so ra không đáng giá nhắc tới, sao có thể cùng tông sư đồng môn đâu. Hàng thanh hiểu rõ là sư phó không hiểu, thế nhưng hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đối với bây giờ trên địa cầu tình huống tu luyện hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn theo như lời cũng không sai, mặc dù la sư phó bọn hắn tu luyện đều là lưu lại một chút công pháp, thế nhưng trên bản chất tới nói, cũng là vì tu chân phục vụ. Không luận võ nói, vẫn là pháp thuật, sau cùng trăm sông đổ về một biển, gọi chung tu chân. Chỉ là đạo lý này, bây giờ không biết còn có mấy người hiểu. Thấy hàng thanh không nói thêm lời, là sư phó thở dài một cái. Hàng tiên sinh tuổi còn trẻ đã công tham tạo hóa, đợi một thời gian nhất định là long hổ nhân vật, chúng ta chiết tỉnh nhiều năm như vậy, cuối cùng là ra một cái tông sư. Hàng thanh hé miệng không nói, tông sư. Hắn chướng mắt. Hàng thanh cùng la sư phó hai người trao đổi đối với cơ tam trọng cùng cảnh tam gia cùng với lưu phương tới nói tự như là nói mơ giữa ban ngày một dạng, nhưng lại không dám đánh đoạn, theo bọn hắn nghĩ, hai người kia đều là quỷ thần khó lường cao nhân, nhất là hàng tiên sinh, càng là sâu không thấy đấy hai cái đại lão cũng coi là kiến thức trọng rãi, thế nhưng đã nhiều năm như vậy mặc dù cũng tin tưởng phong thủy tin tưởng một chút thần kỳ đồ vật, thế nhưng thần kỳ như vậy thật đúng là chưa thấy qua. Đơn giản liền là thần tiên một người như vậy vật. Hai vị đều là chúng ta chiếc tỉnh đỉnh đầu một nhân vật, ngày sau chúng ta chiếc tỉnh vòng tròn còn muốn dựa vào hai vị chủ trì công đạo, liền cũng không cần khiêm tốn. Cơ tam trọng bưng chén rượu lên ngưỡng mộ mà nói, sau đó chính mình uống một hơi cạn sạch là sư phó mặc dù không dám cùng hàng tiên sinh đánh đồng thế nhưng cuối cùng cũng là lão nhân vật cơ tam trọng lời nói rất là dễ chịu lập tức cũng là một chén rượu đáp lễ hàng thanh có khả năng không uống nhưng là mình vẫn là muốn nhường cơ tam trọng mấy phần nhất là chúng ta hàng tiên sinh bây giờ vẫn là học sinh thế nhưng đã có dạng này năng lực tiện tay đến nay liền là vàng quỷ thúc thích tiếp qua cái mấy năm chẳng lẽ có thể nhường thần tiên rơi lệ cảnh tam gia bưng chén rượu tôn sùng mà nói chật chật ngẫm lại hàng tiên sinh vẫn là chúng ta cảnh gia quý khách thật sự là phúc khí của chúng ta a à. hàng thanh trong lòng cảm thấy buồn cười cái này cảnh tam gia cũng là dứt khoát gặp được cường giả trực tiếp liền cúi đầu cùng trước đó tô phóng minh lão bản hoàn toàn khác biệt vẫn có thể xem là một loại sinh tồn chi đạo a à. nhìn xem hàng thanh bị cơ tam trọng cùng cảnh tam gia như thế tôn sùng lưu phương nhịp tim đều gia tốc trong mắt thậm chí đều chảy ra nước tới còn có so đây càng tốt tìm lực sao? Lúc này, cảnh tam gia nhìn một chút cái bàn một cốc nuốt nước miếng một cái. Hàng tiên sinh, ngươi xem này trong huyệt mộ pháp khí nên xử lý như thế nào đâu? Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Nhà hàng ngẫu nhiên gặp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mặc dù biết bảo bối này là cực âm đồ vật, thế nhưng chung quy là bảo bối đúng không nói không chừng liền có cái gì tạo hóa đây cảnh tam gia như thế nhấc lên cơ tam trọng cũng có chút khát vọng nhìn về phía hàng thanh hiển nhiên cũng là muốn cái này gì bảo liền xem như vô dụng đó cũng là bảo bối chuyển tay ra ngoài liền là tiền nói không chừng còn có thể kết giao một chút tu luyện vòng cao thủ cớ sao mà không làm đây ta đã nói đây là một kiện cực âm đồ vật đối với các ngươi không có chỗ tốt hàng thanh lắc đầu mà lại nếu như các ngươi lâu dài thả ở bên người liền xem như pháp khí này không thôi động vẹn vẹn là âm khí liền đầy đủ gãy sát các ngươi tuổi thọ. Hàng thanh kiểu nói này sự tình liền lớn rồi, lập tức cảnh tam gia cùng cơ tam trọng đều là thở dài một cái. Nguyên bản trong cậy vào lần này hạ mộ có thế mò được điểm vật gì tốt, không nghĩ tới tới cái tổn thọ đồ chơi. Tô phóng mong muốn mưu tài sát hại tính mệnh, tiểu tử này là muốn hạ ngoan thủ nếu là lại để cho ta tại hàng thành nhìn thấy hắn, ta sẽ không để cho hắn sống mà đi ra đi. Cảnh tam gia hư trắng trên mặt hàng khí bức người. Kỳ thật cảnh tam gia là thật mong muốn một kiện pháp khí, nhất là nghe cung đại sư lời nói nói kiện pháp khí này có thể nuôi nhân tinh nguyên, những năm này thân thể của hắn cũng sớm đã bị tử sắc lấy hết, có cơ hội như vậy hắn là nhất định phải được, lại không nghĩ rằng bị tô phóng lợi dụng suýt nửa bồi đại phát. Cơ tam trọng cũng là như có điều suy nghĩ lần này tô phóng xác thực qua, về sau ta cùng hắn sẽ không còn có bất luận cái gì trên phương diện làm ăn qua lại. Loại pháp khí này bản thân uy lực cũng không nhiều lắm, ta tiện tay luyện chế mấy món liền hơn xa tại nó, muốn tới tác dụng gì. Nói xong, hàng thanh đem viên kia hình pháp khí nắm ở trong tay vừa dùng lực, gió thổi qua, liền thành một hồi khói bụi. Hàng thanh chỉ là thuận miệng nhất lên sự tình, thế nhưng cơ tam trọng cùng cảnh tam gia sắc mặt lập tức liền thay đổi hàng tiên sinh, ý của ngài là ngài có thể luyện chế pháp khí. Hàng thanh quát nở nụ cười gật gật đầu. Chuyện nào có đáng gì, liền này loại cấp bậc pháp khí, hạ bút thành văn. Nói xong, hàng thanh đem tương lai lão đưa tặng cho mình cái viên kia ngọc thạch lấy ra ngoài đặt lên bàn, chỉ thấy một hồi tinh quang thiểm thước, một chút về sau bốn phía nhiệt độ vậy mà đều lên cao. Đây mới là pháp khí. Hàng thanh nhẹ nhàng nói. Ngọc thạch này hắn nắm bắt tới tay về sau mỗi lúc trời tối đều sẽ làm bạn tại bên cạnh mình, tại chính mình lúc tu luyện cũng sẽ hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, mặc dù còn chưa có bắt đầu luyện chế, nhưng là đối với người bình thường tới nói đã là dưỡng sinh thánh phẩm. Loại cảm giác này so trước đó tại trong huyệt mộ cung đại sư dùng chính mình tu vi tạo nên giả tượng mạnh lên nhiều lắm, cơ tam trọng cùng cảnh tam gia nhìn xem món bảo vật này trong mắt đều bắn ra chỉ riêng tới. Hàng tiên sinh Ngài một câu chỉ cần có thể cho ta cũng luyện chế một kiện bảo vật như vậy, ngày sau ta cảnh lão tam liền là của ngài người. Cảnh Tam gia lúc này đứng lên tỏ thái độ dứt khoát cực kỳ. Cơ Tam trọng mặc dù lão luyện thành thục, thế nhưng đối mặt bảo bối như vậy vẫn là ép không được trong lòng khao khát. Hàng tiên sinh, ngài nói cái giá đi. Hiện tại, hai người đối với hàng thanh giá trị đã hoàn toàn một lần nữa xét lại, nếu như nói trước đó hàng thanh chỗ biểu hiện ra chính là cá nhân thực lực hiện tại hắn luyện chế pháp khí cái này năng lực đối với bọn hắn tới nói càng thêm có ích người đó là hàng thanh chính mình thế nhưng pháp khí là bọn hắn đều có thể có không thể so sánh nổi a à. hai người cảm xúc càng ngày càng xúc động ngươi một lời ta một câu cung duy hàng thanh thế nhưng hàn thanh lại có tính toán của mình hắn muốn không phải tiền cũng không phải quyền thế hắn muốn là hết thảy đối với mình tu luyện vật hữu dụng đó mới là hắn mạnh mẽ căn bản các ngươi đừng nói nữa, ta không muốn tiền của các ngươi cùng thế, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta tìm tới một ít gì đó, ta liền có thể miễn phí cho các ngươi luyện chế pháp khí. Hàng thanh ngăn cản bọn hắn tiếp tục nịnh nọt. Đồ vật. Đồ vật gì, tiên sinh cứ việc nói. Cảnh tam gia vỗ bộ ngực nói. Hàng thanh cạn nở nụ cười, sau đó để cho người ta tìm tới giấy bút, ở phía trên viết xuống một cái hóa đơn, phía trên đều là một chút hàng thanh cần tài liệu bày trận tài liệu. Chất lượng tốt biển thạch tại tăng thêm trận pháp, đầy đủ mình tại trong căn hộ bố cái kế tiếp đại trận tới mức độ lớn nhất thu nạp thiên địa linh khí. Mà những tài liệu này nếu là mình đi tìm, cuối cùng năng lực có hạn, nhưng nếu là có những phú hào này hỗ trợ, vậy liền đơn giản nhiều, bọn hắn giao thiệp thâm hậu, muốn tìm những vật này cũng không khó. Mà lại rất nhiều tài liệu cũng không đắt đỏ, mặc dù thư thất, nhưng là đối với người bình thường cũng không có có tác dụng gì, cũng sẽ không có cái gì đại giới. Đem hóa đơn viết hai phần, một phần cho cảnh tam gia một phần cho cơ tam trọng, hai người đạt được hóa đơn về sau hận không thể lập tức an bại nhân thủ bắt đầu tìm kiếm, nếu là thật sự như hàng tiên sinh theo như lời đơn giản như vậy, vậy thì thật là lễ vật tốt nhất. Yên tĩnh thành phố Tô Phóng đem chén rượu trong tay hung hăng ngã xuống đất, pha lê đem bên cạnh người hầu tung tóe thương thế nhưng người hầu lại một cử động nhỏ cũng không dám. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thật không nghĩ tới cái này cảnh lão tam còn có ngón này. Cái này hàng thanh đến cùng là lai lịch thế nào? Vì cái gì trước đó không hề có một chút tin tức nào? Nghĩ đến cái kia sáu ngàn vạn, tô phóng trong lòng cái kia hận a. À, ban đầu lần này nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, không chỉ có thể hung ác gõ cơ tam trọng cùng cảnh lão tam một bút, thậm chí còn có thể muốn bọn hắn một người mệnh thế nhưng hết thảy đều bởi vì cái kia họ hàng thằng nhóc mà thay đổi. Lão đại, bằng không ta an bài mấy tên sát thủ đi qua, giao tiền liền đem tiểu tử kia làm thịt. Bên cạnh dưới tay kinh hồn tán đảm nói. Làm thịt. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Nếu là nhất kích không thành hắn quay đầu, ta còn có đường sống sao? Tô Phóng lắc đầu một cước ước lượng tại này thủ hạ trên thân, dưới tay soạt một thoáng liền lăn trên mặt đất. Phế vật muốn các ngươi để làm gì được rồi như là đã như thế tô tiên sinh bắt bọn hắn trút giận có gì hữu dụng đâu vì kế hoạch hôm nay chúng ta vẫn là muốn nhìn về phía trước cung đại sư khuyên can một thoáng trên mặt cũng là mặt buồn rười rượi cung đại sư lời nói vẫn có chút phân lượng nghe vậy tô phóng cũng ngồi xuống chỉ là ngực chập trùng vẫn có thể nhìn ra hắn lúc này nôn nóng hổ ca có tin tức sao tô phóng vững vàng hỏi bên cạnh còn quỳ thủ hạ lão đại, hổ ca đã lên đường, hai ngày nữa là có thể đến. Dưới tay học thông minh, lão đại hỏi cái gì liền nói cái gì, tuyệt không nói nhiều một chữ. Nghe được tin tức này, tô phóng mặt trốt cục hòa hoãn xuống tới. Như thế rất tốt. Chờ hổ ca sau khi đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem tiểu tử này còn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Không sai, chỉ cần có hổ ca tại, còn có chuyện gì không giải quyết được. Đúng, năm đó hổ ca một người liền chiến thắng ba cái võ đạo cao thủ, một một học sinh mà thôi, lấy trứng chọi đá. Đám người dồn dập phụ họa, nghĩ đến cái kia ngực hoa văn một con Siberia hổ đàn ông, mỗi người đều đánh trong lòng sợ hãi. Bất quá chờ hổ ca sau khi tới, sợ là muốn trước đi giáo huấn vinh bằng thiên, hắn muốn lan ca mệnh, hổ ca sẽ để cho hắn đền mạng. Tô Phóng suy tư một chút nói ra, lập tức khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Cũng tốt, thuận tay nắm vinh bằng thiên cũng xử lý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem về sau còn có ai có thể cản ta xuất tu hàng thành. Hàng thành bên ngoài là vinh bằng thiên trông coi, thế nhưng tô phóng biết sau lưng đại lão vẫn là cảnh tam gia, lần này tốt, chờ đến hổ ca tới tận diệt. Thật là không thể tốt hơn rồi. Liên liên cung đại sư cũng là liên tiếp gật đầu, hiển nhiên cũng rõ ràng cái này hổ ca thực lực, hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đại thù đến báo hy vọng. Cổ mộ chuyến đi liền là một khúc nhạc đệm, đối hàng thanh sinh hoạt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tô phóng sáu ngàn vạn cũng tồn tại một tấm thẻ bên trên ngày thứ hai ở cửa trường học có tiểu đệ đưa cho mình. Mà bày trận cần tài liệu còn không có tin tức, xem ra liền xem như cơ tam trọng cùng cảnh tam gia cũng cần vận dụng một phen giao tế. Bất quá hàng thanh cũng không cuốn cuồng, hắn hiện tại có tính toán của mình. Trùng sinh trở về cũng có tầm một tháng, tu vi của mình cũng đến trúc cơ trung kỳ đột phá kỳ, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, vẫn là muốn mau sớm đột phá tốt. Vừa mới thanh nhàn hai ngày, Trần Tinh điện thoại liền đến, trong điện thoại nói hai ngày này xin ý bề bộn xem hàng thanh có thời gian hay không có thể đi hỗ trợ, hàng thanh tưởng tượng mình quả thật có mấy ngày không có đi cũng đáp ứng. Đến nhà hàng về sau, xin ý quả nhiên dị thường sôi động, đơn giản cùng Trần Tinh chào hỏi về sau hàng thanh liền đầu nhập vào trong công việc. Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên hàng thanh. Hắn quay đầu, liền thấy liễu thần phi ngồi ở chỗ đó không tưởng tượng được nhìn xem chính mình. Mà khi thấy liễu thần phi bên cạnh nữ nhân thời điểm, sắc mặt của hắn liền không dễ nhìn như vậy rồi. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Bàn tay vang dội Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hàng thanh cười cười, thật không nghĩ tới tại đây bên trong nhìn thấy liễu thần phi, bình thường cũng chính là cùng ba người bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm liễu thần phi mới có thể hạ này loại trường học phụ cận tiệm ăn, một người thời điểm liễu thần phi ăn xong là hết sức ý tướng. Ngươi thật sự ở nơi này à? Liễu thần phi nhìn xem hàng thanh cảm khái nói. Hàng thanh trùng sinh trở về biết đến khẳng định nhiều, thế nhưng lúc này liễu thần phi đối với hàng thanh còn chưa không phải đặc biệt hiểu, mà trước đó hàng thanh thần thông cũng chưa thấy nhiều, chỉ biết là hắn thật lợi hại, thế nhưng hiện tại tận mắt thấy cái sau tại nhà hàng làm công liễu thần phi chỉ cảm thấy đối chính mình cái này bằng hữu càng thêm nhìn không thấu. Làm sao một người? Hàng thanh nghi ngờ hỏi. Liễu thần phi ngượng ngùng nở nụ cười, có chút thẹn thùng nói. Chờ người. Hàng thanh xem xét liễu thần phi cái biểu tình này liền cảm thấy có chút không đúng, tiểu tử này không phải xấu hổ người, đang nghĩ ngợi, một giọng bé gái truyền đến. Cao bồi nghe được cái thanh âm này liễu thần phi kinh hỷ đứng lên đình tỷ ngươi đã đến a à? thế nhưng lời còn chưa dứt hàng thanh liền thấy liễu thần phi trong mắt chợt lóe lên kinh hoảng cùng mờ mịt đây là bạn trai ta cũng là trường học chúng ta ngươi gọi hắn nguyên học trưởng là có thể nói xong nữ hài tử đem nam nhân phía sau giới thiệu một chút ngươi tốt cao bồi ta là nguyên triết cao ngươi cấp một về sau mang ngươi trộn lẫn đàn ông dung mạo cũng tạm được, nói tới nói lui lại có nhàn nhạt lãnh ngạo, tự hồ cũng không là hết sức để ý liễu thần phi. Nguyên triết là đại nhị hội học sinh, đối với sinh viên năm nhất tư liệu cũng đều hiểu khá rõ, nhất là trong nhà có một chút bối cảnh hắn càng là từng nhớ, so với chính mình mạnh mẽ liền nịnh bợ một thoáng, yếu hơn mình. Lười nhát xem. Cái này liễu thần phi nguyên triết cũng có ấn tượng, trong nhà cũng tạm được, nhưng là cùng chính mình so ra vẫn là yếu một chút, hiện tại lại muốn tán tỉnh ngựa của mình con nguyễn đình đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt liễu thần phi cũng không biết nguyễn đình có bạn trai dù sao hôm qua nàng còn nói chính mình là độc thân cũng đúng là như thế chính mình hôm nay mới ước nàng đi ra ăn cơm muốn nhìn xem có cơ hội hay không chỉ là hàn thanh khi nhìn rõ nữ tử này về sau con ngươi hơi co lại thế nhưng bất động thanh sắc bằng hữu nguyễn đình nhìn một chút hàn thanh có nhìn một chút liễu thần phi Liễu thần phi quể oải gật đầu. Hàng thanh, ta còn bằng hữu, cũng là cùng phòng. Nguyễn Đình cười một tiếng xoay người. Hàng thanh ngươi tốt, ta là Nguyễn Đình, là học tỷ của ngươi A, à, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, vương tay của mình. Các ngươi trò chuyện, ta trước bận rộn. Hàng thanh nhìn liễu thần phi liếc mắt yên lặng nói, sau đó quay người tiếp tục làm việc sống đi. Mà Nguyễn Đình tay còn xấu hổ nâng ở giữa không trung sắc mặt nàng siết chặt lập tức có mấy phần không vui liễu thần phi cũng không nghĩ tới hạng thanh sẽ có cử động như vậy nói quanh co nói đình tỷ ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta cái kia cùng phòng không có thấy qua việc đời không hiểu quy củ nguyên học trưởng không làm hắn bất mãn nhìn thoáng qua hàng thanh bận rộn bóng lưng cao bồi a ngươi bằng hữu này không được a à, đây không phải quy củ vấn đề làm người từng trải học trưởng cùng ngươi nói nhiều hai câu Ngươi nhìn hắn tại đây bên trong làm phục vụ viên, gia đình điều kiện không được tốt lắm a, à, ngươi đây, ta cũng biết một điểm, điều kiện không tệ, về sau đi ra trên xã hội, này loại cấp bậc người không thích hợp kết giao, mà lại hắn còn vô lễ như vậy, thật sự là quê mùa." Nguyên học trưởng lời nói liếu lo không ngừng. Nguyễn Đình rất là tán thành gật đầu. "Cao bồi a, ngươi nguyên học trưởng nói không có sai, ngươi nhiều học tập lấy một chút." Liễu Thần Phi chỉ là gật đầu. Trong lòng cũng hết sức cảm giác khó chịu, tâm tình đã rất tồi tệ, Hàn Thanh lại tới đây sau vừa ra, hắn cũng có chút không thích. Thế nhưng Hàn Thanh sở dĩ như vậy, sự tình ra có nguyên nhân. Nguyễn Đình, nếu là mình nhớ kỹ không sai, sau này trở thành Liễu Thần Phi bạn gái, thế nhưng nữ nhân này không đơn giản, sở dĩ cùng với Liễu Thần Phi, liền là thấy Liễu Thần Phi về sau sự nghiệp phát đạt mong muốn trèo cao nhánh, quả nhiên tại Liễu Thần Phi sự nghiệp gặp ngăn về sau tìm một cái nam nhân khác liễu thần phi càng là mất hết can đảm từ đó rơi vào vực sâu. Loại người này, hàng thanh thấy đều buồn nôn. Cao bồi, bằng hữu của ngươi giống như gặp gỡ chuyện. Nguyên học trưởng bỗng nhiên nói. Liễu thần phi cùng Nguyễn Đình quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hàng thanh đang cùng một cái mập mạp đầu bếp lý luận lấy cái gì, hàng thanh đảo còn tốt, cũng là cái kia đầu bếp béo bắt đầu thanh âm lớn lên. Đó là Chu sư phó, xem như chúng ta này một mảnh trình độ cao nhất đầu bếp, bình thường người rất khó mời được, nghe nói Trần Tinh cũng là bỏ ra nhiều tiền mới mời tới, then chốt còn không phải này chút, trọng yếu là sau lưng của hắn có thế là có người. Nói xong, Nguyên học trưởng mang theo một điểm trêu tức. Ngươi bằng hữu kia phiền toái. Nghe được Nguyên Triết nói như vậy, Liễu Thần Phi trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị đứng lên bị một bên Nguyễn Đình ngăn lại, nàng nhỏ giọng nói. Hắn vừa rồi ngay trước mặt ngươi không nể mặt ta, trong mắt của hắn có ngươi sao? loại người này, ít phản ứng. Liễu thần phi hơi hơi đứng lên thân thể cứ như vậy bị nạn kéo xuống, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ lo lắng, nghĩ thầm nếu là sự tình làm lớn chuyện, vẫn là muốn ban hàng thanh chống đỡ xuống tràn con. Lão công ngươi mới vừa nói chu sư phó sau lưng có người, ai nha? Thấy liễu thần phi không hướng động, Nguyễn Đình tiến đến nguyên học trưởng bên cạnh dính nhau mà nói. Nguyên học trưởng phiêu nhiên cười một tiếng. Phi Đông A, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua chúng ta đại học thành này một mảnh người nào không biết trên cơ bản mỗi cái địa phương làm cái gì đều muốn tìm đông ca che đậy nói xong hắn đắc ý cười một tiếng thời điểm năm thứ nhất đại học ta còn cùng đông ca từng uống rượu đây nghe được nguyên học dài kiểu nói này nguyễn đình trong mắt sáng lên thân thể hận không thể thiếp ở trên người hắn liễu thần phi thở dài một cái quay đầu nhìn về phía hàng thanh trong lòng sầu lo càng hơn nghĩ đến có phải hay không muốn tìm chút bằng hữu qua đến giúp đỡ thế nhưng vì đông thanh danh hắn cũng đã được nghe nói chính mình gọi tới người sợ là không làm nên chuyện gì a à. bất quá một tên lưu manh lại thế nào lợi hại cũng chỉ có thể là tên côn đồ vẫn là chúng ta nguyên triết nhất ca tụng điều kiện lại tốt về sau khẳng định là người người hâm mộ tồn tại cao bồi ngươi còn không biết đi nguyên học trưởng ba ba thế nhưng là chúng ta hàng thành một cái khu phó chủ nhiệm đâu cái gì phì đông hàng ngũ gặp còn không phải muốn kêu một tiếng nguyên ca. Nguyễn Đình kiêu ngạo nói. Liễu thần phi cười khổ gật gật đầu. Cũng là nguyên học trưởng vẻ mặt nghiêm túc một chút. Đình đình, lời nói còn không thể nói như vậy, phì đông mặc dù chỉ là một tên lưu manh, thế nhưng nghe nói hắn chủ tử sau lưng là chúng ta hàng thành đại lão vinh bằng thiên, đây chính là nhân vật hô phong hoáng vũ, ta đến thiên ca trước mặt, kém xa. Bất quá, vì đông trước mặt ta vẫn là có thể nói lên hai câu nói. Nguyên học trưởng cười bổ sung một thoáng, trên mặt có mấy phần tự đắc. Này hai ba câu, trong lúc vô hình lại đem chính mình phụ trợ một chút, nguyên học trưởng cảm giác mình rất là có mặt mũi. Liền thiên ca người nguyên học trưởng đều biết, về sau nhận biết thiên ca cũng không có gì không có khả năng nha. Nguyễn Đình một mặt hâm mộ mà nói, thậm chí trong ánh mắt đều có thể gạt ra mật tới. Dăm ba câu liễu thần phi liền thất lạc không được, chính mình cùng cái này nguyên học trưởng quả thật có chút chênh lệch, không nói gia đình bối cảnh yếu một chút, liền là tự thân trên điều kiện, cái này nguyên học trưởng cũng coi là không tệ, xem ra chính mình là không có gì phần thắng rồi. Mà lúc này, hàng thanh đem trên tay bàn ăn để xuống, một mặt băng sương nhìn xem chu sư phó, bên cạnh là tươi ngon mộng nước tiếng khóc lóc. Thao! Lão tử đã sớm nhìn ngươi thuận mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? À, ngày ngày chảnh chứa cùng cái gì một dạng? Nơi này là nhà hàng, là lão tử thiên hạ, ta còn không thể dạy dỗ giáo huấn nàng. Chu sư phó ngụm nước bay tứ tung vẻ mặt dữ tợn, rất là buồn nôn, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Đừng quên, ngươi chỉ là cái phục vụ viên, tính là thứ gì? Ta một câu ngươi liền phải xéo ngay cho ta, về sau trước khi ăn cơm đều không rơi vào, tranh thủ thời gian cho lão tử xin lỗi. Ngụm nước. Hàng thanh lắc đầu. Cái gì? Chu sư phó sững sờ. Ta nói ngươi ngụm nước bay khắp nơi, nơi này là nhà hàng, ngươi có buồn nôn hay không? Hàng thanh một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trong nháy mắt, chu sư phó nội tâm lửa giận liền bị nhen lửa. Hắn chống nạnh vòng qua pha lê từ sau trụ đi tới. Ngươi dám không dám lại nói một lần. Tự rước lấy nhục. Hàng thanh bất đắc dĩ buông buông tay chuẩn bị lặp lại một lần nữa hàng thanh, ngươi đừng nói nữa, là ta bên trên sai thức ăn, ta cho chu sư phó xin lỗi chính là, ngươi đừng nói nữa. Tươi ngon mộng nước lôi kéo hàng thanh, nàng rõ ràng cái này chu sư phó tại trong nhà hàng năng lượng, đây chính là gần với trần tinh nhân vật số 2, thậm chí sau lưng nghe nói còn có đại lão, liền liền tinh tỷ đều muốn nhìn vận khí sắc. Mỗi người đều là hoàng mỹ sao? Tươi ngon mộng nước tại đây bên trong đi làm nửa năm, đi ra vấn đề gì không? chẳng qua là bên trên sai món ăn mà thôi, tất cả mọi người là học sinh, đều không nói gì, ngươi như thế răng dạy nàng phù hợp sao? Ngươi hơn 40 tuổi niên cấp, tại đây bên trong hung tiểu cô nương, đáng xấu hổ sao? Hàng Thanh bình tĩnh mà nói, nhưng lại dựa vào lý lẽ biện luận. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi có chỗ dựa, là có thể không sợ hãi, thế nhưng ta cho ngươi biết, người tôn nghiêm, so hết thảy đều trọng yếu. Hàng thanh một chuỗi lời nói nhường chu sư phó tại chỗ khiếp sợ, hắn không có nghĩ đến cái này bình thường không thích nói chuyện tiểu tử nói tới nói lui đã vậy còn quá độc, qua rất lâu mới phản ứng được. Mẹ nhà hắn ngươi còn biết lão tử có chỗ dựa. Ngươi biết lão tử chỗ dựa là ai sao? Đông ca. Phi đông. Đắc tội ta chẳng khác nào đắc tội phi đông, thức thời lập tức xin lỗi. Chu sư phó đã có chút cuồng loạn. Toàn bộ nhà hàng giờ phút này lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn hai người giằng co, không ít thực khách bởi vì lo lắng bị tai họa đều sớm tính tiền đi, còn lại cũng là lòng còn sợ hãi. Thế nhưng phần lớn đều là thảm thương hàng Thanh. Dù sao cũng là Chu sư phó hùng hổ dọa người, hàng Thanh hành vi vẫn là đạt được sự ủng hộ của mọi người, chỉ là tất cả mọi người là phụ cận học sinh, tự nhiên biết Chu sư phó cùng với hắn hậu trường chi cứng rắn, khó tránh khỏi thảm thương Hàn Thanh muốn phiền toái đồ quỷ sứ, lão tử hôm nay liền cùng ngươi nói rõ, tiểu tử ngươi ta đã sớm không quen nhìn, nếu không phải trần tinh một mực bảo đảm ngươi ta sớm bảo ngươi xéo đi, bất quá hôm nay cũng tốt, liền xem như trần tinh lại nói cái gì, ngươi cũng phải xéo ngay cho ta. Hiển nhiên chu sư phó đã đến điểm tới hạn. Ngươi như vậy chảnh, ta đây không lời có thể nói. Hàng thanh khoát khoát tay, trong lòng luôn cảm thấy mới vừa nói cái kia phì đồng giống như có chút quen thuộc trong lòng mọi người chậm một thoáng, xem hàng thanh bộ dạng này, là phải kết thúc, cũng tốt, nói lời xin lỗi coi như qua. Ha ha, còn không phải một cái sợ hàng. Sợ đúng không? Cái kia liền xin lỗi. Gọi ba tiếng chu gia gia, về sau lưu ngươi rửa chén bát rửa chén. Chu sư phó coi là hàng thanh thỏa hiệp, đắc ý mũi đều muốn lên trời. Chỉ là hàng thanh lại hờ hững thở dài một cái. Ngươi không để ý tới hiểu ta ý tứ, bình thường, ta không lời nào để nói thời điểm. Chu sư phó lông mày nhướng lên. Cái gì? Liền dựa vào động thủ. Hàng thanh khẽ lắc đầu. Ba. Chu sư phó chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, trên mặt đau rát, thân thể của mình không nghe sai khiến co quắp mềm nhũng ra. A. À. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, thế nhưng còn không có đợi đám người kịp phản ứng, hàng thanh sải bước đi tới đem trên mặt đất chu sư phó nhấc lên ba. Vừa rồi một cái tác kia là vì tươi ngon mọng nước đánh, đánh ngươi không coi ai ra gì. Một tác này là vì ta đánh, đánh ngươi vô lý khiêu khích. Ba. Một tác này là vì tinh tỷ đánh, đánh ngươi bại danh tiếng xấu. Ba. Một tác này là vì khách nhân đánh, đánh ngươi ngụm nước bay loạn. Âm. Hàng thanh tiện tay hất lên, chu sư phó thân thể liền côn trên mặt đất trên mặt nồng đậm máu ứ động nhìn tự như là đầu heo một dạng. Lúc này gọi trư gia gia thật sự là không có gì thích hợp bằng. Mỗi một bàn tay, hàng thanh đều khí thế bức người nói ra lý do, đám người ngậm miệng không trả lời được, trong lúc nhất thời đều bị chuyện trước mắt khiếp sợ. Trần Tinh nghe được động tĩnh từ trên lậu đi xuống, liền thấy trước mắt làm người khiếp sợ một mạng, vừa mới chuẩn bị ngăn lại hàng thanh thời điểm, ngoài cửa một đạo giận dữ mắng mỏ truyền đến. Lão Chu thanh âm rất là đầy mở. Ai làm? Khi thấy chu lão thảm trạng về sau, giọng nói của người này càng thêm phẫn nộ. Đám người quay đầu nhìn về phía cổng, không ít người nhận ra người, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, liền liền trần tinh sắc mặt đều ngưng trọng lên. Là phì đông. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.